Lăng Siêu và Tiêu Thố từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, là những anh chị em khác giới, khác mẹ mà thôi, chỉ là Tiêu Thố không để ý. Lăng Siêu, người trước đây luôn có phần khinh thường cô, đã âm thầm phát triển một tình cảm khác biệt dành cho cô. Sau kỳ thi đại học, Lăng Siêu hỏi Tiêu Thố có chọn thi vào đại học Vân Hải không, bởi anh muốn mỗi ngày trong cuộc đời mình sau này đều có sự hiện diện của Tiêu Thố. Đến lúc này, Tiêu Thố mới thực sự nhận ra, cậu em trai bé bỏng này đã lớn lên và tình cảm mà cô ấy vô thức dành cho Lăng Siêu đã được khơi dậy. Mọi chuyện phải bắt đầu từ năm lớp 10, Lăng Siêu ngay khi lên cấp 3 đã xuất hiện với tư cách là học bá, thậm chí còn nhảy lớp từ lớp 10 lên lớp 11. Còn thành tích của Tiêu Thố thì phải đếm từ phía sau lên, vì vậy mẹ của Tiêu Thố đã phải lo lắng cho Tiêu Thố không ít, vì điều này, Tiêu Thố có phần oán hận Lăng Siêu. Có anh ta, một học bá để so sánh, bản thân mình chẳng có ngày nào yên bình. Vất vả trốn tránh sự lạnh lùng của mẹ, Tiêu Thố đến nhà Lăng mới cảm nhận được cảm giác thực sự của một tổ ấm mẹ của lăng đối xử với cô tốt hơn nhiều so với con trai mình khiến lăng siêu có phần nghi ngờ mình không phải là con đẻ tiêu thố đến nhà lăng như là hổ mọc thêm cánh chiếm dụng máy tính của lăng siêu để xem phim lăng siêu chỉ đành phải sử dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn buộc cô phải chỉnh sửa lại bài kiểm tra văn tiêu thố dùng thái độ của một chị gái để áp đặt lăng siêu nhưng lại bị lăng siêu phản công cho rằng ngoài tuổi tác ra cô không xứng làm chị gái mình về mọi mặt từ chiều cao đến trí thông minh lúc này có tiếng gõ cửa vang lên lăng siêu ra mở cửa hóa ra là hứa linh lung từ tầng trên xuống mang cho lăng siêu bánh quy sô cô la hứa linh lung là bạn học của tiêu thố cô ta thấy tiêu thố ở nhà lăng siêu rất tức giận bởi vì cô ta luôn thích lăng siêu tiêu thố thưởng thức những chiếc bánh quy mà lăng siêu chuyển nhượng cho cô hương vị ngọt ngào khiến cô quên đi ánh mắt khinh bỉ của hứa linh lung ngày hôm sau đi học tiêu thố nhớ lại rằng vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ nuôi lăng mẫu cô nhắc nhở lăng siêu chuẩn bị quà tặng sinh nhật Lăng Siêu nhắc nhở cô nên giữ mình một chút vì những món quà có ý nghĩa thực sự mà trước đây cô tặng thường gây ra rắc rối, tiêu thố lườm anh với ánh mắt trắng dã. Bạn cùng bàn, Tưởng Quyên Quyên, mang lại tin tức gây sốc cho tiêu thố, rằng bạn học trong lớp, Trương Đại Niên. Hôm qua bị nhóm người của băng lá xanh cướp bóc gần trường, chịu đủ nhục nhã và còn bị đánh một lỗ lớn trên đầu. Chưa kịp phản ứng, Trương Đại Niên đã xuất hiện trước mặt họ, chỉ thấy trên mũi anh ta dán một miếng băng dính, tiêu thố bắt đầu nghi ngờ những lời đồn đại của Tưởng Quyên Quyên tưởng quyên quyên mải mê theo dõi thần tượng văn lăng trên điện thoại không ngờ giáo viên tiết từ phía sau đi vào lớp điện thoại của cô và sách ngoại khóa của trương đại niên bị thu giữ như vậy giáo viên nói sẽ trả lại sau kỳ thi cuối kỳ tưởng quyên quyên nghe xong cảm thấy có chút tuyệt vọng sau giờ học tiêu thố rất có tình nghĩa khi cho tưởng quyên quyên mượn điện thoại của mình vì cô ấy cần theo dõi động thái của nhóm fan của văn lăng nếu không sẽ bị đá khỏi nhóm như vậy tiêu thố đã bỏ lỡ tin nhắn của lăng siêu nói rằng anh sẽ về nhà muộn hơn Tiêu Thố thấy ở chỗ gửi xe thường để xe của Lăng Siêu có ba chiếc lá cây và một số vết máu, cô liền nghĩ ngay đến băng lá xanh mà Tưởng Quyên Quyên đã nói, đoán rằng Lăng Siêu đã bị bắt nạt và ngay lập tức lên xe đi tìm Lăng Siêu, nhưng tìm mãi cũng không thấy tung tích của anh. Mặt khác, khi Lăng Siêu về nhà, mẹ Lăng hỏi anh về nơi ở của Tiêu Thố, Lăng Siêu mới biết rằng cô ấy đã cho Tưởng Quyên Quyên mượn điện thoại. Trời bắt đầu mưa to, Lăng Siêu lo lắng cho Tiêu Thố, anh bèn viện cớ đi mua sách rồi ra ngoài tìm Tiêu Thố lăng siêu tìm mất một lúc lâu mới thấy được tiêu thố thấy cô đang bị ba người đàn ông vây quanh lầm tưởng cô đang bị bắt nạt lăng siêu nhặt một viên gạch trên đất rồi lao lên kết quả là một hiểu lầm hóa ra họ là bạn bè mới quen của tiêu thố qua việc mua chung cả hai cùng nhau dầm mưa về nhà thấy tiêu thố hát xì lăng siêu ân cần lấy khăn tắm giúp cô lau tóc rồi hỏi lý do cô đi tìm mình nghe nói cô muốn ngăn chặn băng lá xanh bắt nạt mình còn nói rằng cô từng hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời Lăng Siêu cảm thấy trong lòng mình dành cho cô một tình cảm khác biệt. Tiêu Thố sinh năm 1997, cha cô, Tiêu Hải Sơn, nói rằng năm đó có hai sự kiện lớn xảy ra, một là Hồng Kông trở về với lòng mẹ Tổ quốc và sự kiện thứ hai chính là sự ra đời của Tiêu Thố. Không lâu sau đó, Lăng Siêu cũng chào đời, chỉ là từ nhỏ anh ta đã không biết khóc, làm mẹ Lăng hoảng sợ nghĩ rằng con trai mình là một đứa trẻ câm. Cuối cùng, tiếng khóc của Tiêu Thố đã kích thích Lăng Siêu và anh có lần đầu tiên trong đời khóc. Mẹ Lăng vì thế mà coi Tiêu Thố như một vì sao may mắn, từ nhỏ đã đối xử với cô như con gái ruột của mình. Lăng Siêu và Tiêu Thố cũng lớn lên dưới sự chăm sóc ân cần của hai gia đình, Tiêu Thố coi Lăng Siêu như em trai ruột của mình và luôn bảo vệ anh, chỉ là đôi khi lại làm ngược lại, khiến Lăng Siêu bị thương và vì thế cô cũng thường xuyên bị Lăng Siêu lườm trắng mắt. Doãn Tử Hàm, một học sinh có gia cảnh giàu có, bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng với vẻ ngoài điển trai, khiến các nữ sinh bên cạnh mê mẩn, nhưng Doãn Tử Hàm chỉ quan tâm đến một người, đó là Lăng Siêu bởi vì trong cuộc thi trước đó anh ta đã đứng thứ hai người đứng đầu là lăng siêu doãn tử hàm đuổi theo lăng siêu và bắt chuyện nhưng lăng siêu không cho anh ta một cái nhìn thiện cảm điều này làm doãn tử hàm mất mặt và phàn nàn ngay tại chỗ nhưng lại bị giáo viên tiết phê bình vì đeo kính dâm và uốn tóc trong giờ tự học buổi sáng giáo viên tiết phát hiện ra lớp học rất lộn xộn và sau khi hỏi mới nhớ ra là lớp chưa bầu chọn ban cán sự quyết định tận dụng thời gian tự học để bầu chọn thành viên của ban cán sự Giả Tư Văn đã chiến thắng Doãn Tử Hàm và được chọn làm lớp trưởng vì không sử dụng lời lẽ dài dòng. Còn Tiêu Thố thì được chọn làm lớp phó lao động qua việc rút thăm. Giáo viên Tiêu nhắc nhở mọi người rằng lớp của họ đang phụ trách tuần trực nội bộ. Doãn Tâm Lam tìm cớ để đổi ca trực buổi tối với Lăng Siêu vì cô ấy muốn dành nhiều thời gian bên cạnh Lăng Siêu, nhưng Lăng Siêu không hề quan tâm đến cô ấy. Khi Tiêu Thố trở thành ủy viên lao động, cô đã rất chăm chỉ khi dẫn dắt mọi người làm việc. Tưởng Quyên Quyên đã cầu xin Tiêu Thố giúp cô ấy lấy lại điện thoại, và tiêu thố không thể từ chối cô ấy nên đã đồng ý giúp sau giờ học lang siêu và doãn tâm lam cùng trực buổi tối và tình cờ gặp tiêu thố để không làm lớp của mình bị trừ điểm tiêu thố đã tự nguyện leo lên cây để lấy túi rác treo trên cây nhưng kết quả là cô rơi xuống từ cây không chỉ bị thương ở mông mà còn rách một lỗ lớn ở quần lang siêu đã rất tận tình cởi áo ra và buộc quanh eo tiêu thố như một vị cứu tinh bảo vệ cô điều này đã gây ra sự ngạc nhiên của các bạn học và sự ghen tị của doãn tâm lam sau khi về nhà tiêu thố như một ủy viên lao động nghiêm túc bắt đầu quản lý bố mẹ của mình và kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà thường thì lúc này tiêu thố chỉ có một nơi để đi đó chính là nhà của lăng siêu mẹ của lăng luôn đón tiêu thố bằng vòng tay ấm áp tiêu thố lấy điều này làm cớ để bắt đầu kiểm tra phòng của lăng siêu và bất ngờ phát hiện ra một chiếc hộp sắt mà cô từng tặng cho anh khi còn nhỏ trong đó cô tìm thấy một đĩa cd không phù hợp cho trẻ em Lăng Siêu giải thích rằng đó là đồ của bạn cùng bàn để lại, và như vậy Tiêu Thố đã nắm được điểm yếu của Lăng Siêu, bắt anh phải giúp mình lấy lại điện thoại của Tưởng Quyên Quyên từ giáo viên Tiết. Ngày hôm sau, Tiêu Thố nhờ Lăng Siêu giúp đỡ, hai người từ cửa sổ leo vào văn phòng giáo viên nhưng tìm mãi không thấy điện thoại của Tưởng Quyên Quyên. Họ còn bị Doãn Tử Hàm, người đến nộp bảng đăng ký, bắt gặp. Tiêu Thố liền kéo Doãn Tử Hàm vào nhóm của mình. Mặc dù họ đã tìm thấy điện thoại, nhưng họ không ngờ rằng giáo viên Tiết đang nghỉ ngơi trên giường bên cạnh, Kết quả có thể đoán được. Lăng Siêu nhanh trí lấy ra 50 xu từ túi, nói rằng anh nhặt được nó trên sân trường và mang đến, rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Thố và Doãn Tử Hàm sau đó bị giáo viên Tiết bắt chạy quanh sân vận động làm hình phạt vì lý do lấy trộm điện thoại. Sau khi giáo viên Tiêu đi ngang qua, giáo viên Tiết mới thả họ ra. Doãn Tử Hàm làm rõ rằng mình chỉ đến để nộp bảng đăng ký và cuối cùng chỉ có Tiêu Thố bị phạt viết bản kiểm điểm 2000 từ. Tiêu Thố tức giận vì Lăng Siêu không giữ lời, và khi mang táo đến nhà Lăng cô đã trách móc Lăng Siêu, thậm chí đe dọa sẽ làm lộ chuyện anh giấu đĩa CD. Lăng Siêu sau đó lấy ra điện thoại của Tưởng Quyên Quyên, khiến Tiêu Thố thay đổi thái độ ngay lập tức, nhưng cô không biết rằng để lấy lại chiếc điện thoại này, Tiêu Thố đã bị giáo viên Tiêu phạt viết bản kiểm điểm. Tiêu Thố cảm ơn Lăng Siêu vì đã giúp lấy lại điện thoại cho bạn thân. Cô gọt một quả táo cho Lăng Siêu, mẹ của Tiêu Thố thấy Lăng Siêu thở hồn hển liên tục, trách anh với bộ dạng này làm sao có thể bảo vệ tốt Tiêu Thố. Lăng Siêu than phiền rằng, với khả năng chiến đấu của tiêu thố, có lẽ cả tù nhân cũng phải tránh xa ba bước. Anh thậm chí còn dặn dò mẹ mình phải về nhà sớm, nói rằng bà thường xuyên tăng ca và anh dự định sẽ đi đón bà. Tưởng Quyên Quyên mua về một tờ báo dự đoán số mệnh từ quầy sách và trong giờ giải lao, cô ấy cùng tiêu thố bắt đầu làm những người xem bói cho các bạn học. Hứa Linh Lung cũng chạy đến để xem sôi nổi, muốn biết mình và Lăng Siêu có duyên phận hay không, kết quả chỉ là bạn bè bình thường, Hứa Linh Lung liền nghi ngờ phương pháp này không chính xác. Doãn Tử Hàm không thể nhìn đứng yên, anh chỉ trích họ đang mê tín và phản khoa học, cuối cùng khiến cả hai bên tức giận. May mắn thay, giáo viên Tiết đến nơi, mọi người mới không tiếp tục tranh cãi. Giáo viên Tiết hủy bỏ tiết thể dục, khiến mọi người không hài lòng nhưng không dám phản nàn. Chỉ có Tiêu Thố và Tưởng Quyên Quyên vẫn đắm chìm trong niềm vui xem bói và kết quả là cả họ cùng với Hứa Linh Lung, người không trả lời được câu hỏi, đều bị giáo viên Tiết đuổi ra ngoài phạt đứng. Doãn Tâm Lam và Lăng Siêu cùng mọi người đi qua, Doãn Tâm Lam khen ngợi Lăng Siêu về màn trình diễn trong thí nghiệm, Hứa Linh Lung mỉm cười chào hỏi Lăng Siêu, chỉ có Tiêu Thố cảm thấy xấu hổ và giơ sách lên che mặt, nhưng do cầm ngược sách nên bị Lăng Siêu chỉ ra. Tiêu Thố chỉ có thể giải thích rằng ánh nắng mặt trời chói lọi. Sau khi mọi người đi, Tưởng Quyên Quyên khen ngợi Doãn Tâm Lam nói chuyện rất dịu dàng và cô ấy cũng là hoa khôi được công nhận của trường. Tiêu Thố bày tỏ rằng nếu mình là con trai, cũng sẽ thích kiểu người như vậy, trong khi Hứa Linh Lung tỏ ra ghen tị và giảm giá trị Doãn Tâm Lam không như họ nói. Lăng Siêu và Tiêu Thố cùng nhau về nhà sau giờ học, nhưng bất ngờ thấy mẹ của Lăng lên một chiếc xe hơi xa hoa, liên tưởng đến mẩu thuốc lá trong nhà, Lăng Siêu cảm thấy không lành. Trong lúc ôn tập, Lăng Siêu thậm chí đã gục xuống bàn ngủ và mơ thấy mẹ mình sẽ rời bỏ mình, khiến anh giật mình tỉnh dậy và đầy mồ hôi lạnh. Về nhà, anh thấy mẹ đứng trong phòng mình mơ màng, mặc dù bà nói là muốn giặt quần áo, nhưng rõ ràng đó là một lý do được bào chế. Tiêu Thố dành cả một vòng lớn cùng Lăng Siêu nhưng không tìm được món quà sinh nhật phù hợp. Cuối cùng Tại một cửa hàng trang sức, họ nhận được ưu đãi giảm giá 20% thông qua một trò chơi đoán chữ. Lăng Siêu đã chọn một đôi bông tai làm quà sinh nhật cho mẹ. Khi mẹ của Lăng thấy món quà từ con trai, bà không khỏi thốt lên rằng con mình thực sự đã lớn. Lăng Siêu hỏi mẹ mình có phải đã kết bạn mới không, mẹ anh đáp lại bằng cách hỏi liệu anh có muốn gặp người đó không. Lăng Siêu tỏ vẻ khó xử, nói rằng anh chỉ mong mẹ mình hạnh phúc. Kết quả kỳ thi giữa kỳ được công bố, Lăng Siêu và Doãn Tử Hàm dẫn đầu trong từng khối của họ. Còn Tiêu Thố vẫn không có tiến bộ. Cô ấy để lại bảng điểm trong lớp, sau đó nhiều lần nhắc nhở Lăng Siêu không được tiết lộ bí mật này. Kết quả là, Lăng Siêu không nói ra, nhưng ai đó đã sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi bảng điểm về nhà cô. Tiêu Thố bị mẹ mắng một trận vì bảng điểm bị phơi bày. Cô không tập trung vào việc học mà bắt đầu oán giận người đã gửi bảng điểm về nhà. Vì thế, sau giờ học, Tiêu Thố đã chặn Hứa Linh Lung và đối mặt với cô. Hứa Linh Lung không phủ nhận còn nói rằng mình chỉ là người đã tìm cho bảng điểm một ngôi nhà tiêu thố tức giận cô nói với hứa linh lung rằng điều lăng siêu ghét nhất là những cô gái hay ba hoa khiến hứa linh lung vội vàng im lặng trong tiết địa lý tiêu thố và tưởng quyên quyên mải mê vẽ vời trên sách và cười đùa khiến giáo viên địa lý tố cáo họ với giáo viên tiết giáo viên tiết gọi họ vào văn phòng để hỏi chuyện hai người giải thích ý tưởng vẽ trên sách của mình mặc dù giáo viên tiết tức giận nhưng cũng không biết làm gì hơn khi giáo viên tiêu trở về văn phòng Giáo viên tiết lập tức thay đổi thái độ, sau khi giảng một bài học cho họ, đã để họ quay trở lại lớp. Sau đó, ông thảo luận với giáo viên Tiêu về việc có nên chuyển chỗ ngồi cho họ không, một giáo viên khác cho rằng Tiêu Thố và Tưởng Quyên Quyên là học sinh kém không thể cứu chữa, nhưng giáo viên Tiêu lại có ý kiến khác, cho rằng họ thông minh và linh hoạt, có thể sẽ có sự đột phá vào năm lớp 12, tuy nhiên, ông vẫn đề xuất nên đổi chỗ ngồi cho họ. Tiêu Thố và Tưởng Quyên Quyên nắm tay nhau không chịu tách ra, nhưng với quyết định đã định của giáo viên tiết, họ chỉ có thể tuân theo. Tiêu Thố và Doãn Tử Hàm trở thành bạn cùng bàn, trong khi Tưởng Quyên Quyên ngồi cùng Giả Tư Văn. Thấy Doãn Tử Hàm thở dài, Tiêu Thố tưởng anh ta khinh bỉ mình, nhưng Doãn Tử Hàm nói rằng anh cảm thấy việc học mất ý nghĩa vì không có Lăng Siêu để theo đuổi. Tiêu Thố thấy nhật ký của anh, trên đó ghi chép về cuộc thi mà Doãn Tử Hàm và Lăng Siêu cùng tham gia. Và Lăng Siêu luôn đứng thứ nhất còn Doãn Tử Hàm thứ hai, cô không ngờ Doãn Tử Hàm lại ghi nhớ điều này. Tiêu Thố tin vào lời đồn về ngày tận thế, nửa đêm mơ thấy có quái vật bắt Lăng Siêu đi thức dậy liền gọi điện hỏi thăm lăng siêu sau khi được lăng siêu an ủi tâm trạng của tiêu thố mới dần khá lên ngày hôm sau tiêu thố và tưởng quyên quyên đều lo lắng ngày tận thế thực sự sẽ đến họ viết những ước muốn chưa hoàn thành của mình gửi cho người thân yêu nhất tưởng quyên quyên gửi cho thần tượng của mình là văn tuấn còn tiêu thố dự định gửi cho lăng siêu nhưng sau đó đã thay đổi địa chỉ hai người đi ăn chưa thịnh soạn coi như bữa cuối cùng của cuộc đời và trong giờ thể dục buổi chiều doãn tử hàm chờ đợi sự xuất hiện của lăng siêu nhưng lăng siêu lại không hề quan tâm đến cô khi thời gian ngày tận thế đang đếm ngược tiêu thố vật lộn với việc làm động tác gập bụng và khi đếm ngược kết thúc một quả bóng bổng nhiễu đến đập vào tiêu thố khiến cô tưởng rằng ngày tận thế thật sự đã đến khi tỉnh dậy cô nhận ra đó chỉ là tin đồn lang siêu cởi áo ra để chơi bóng rổ anh mặc chiếc áo đôi có hình con thỏ mà mẹ anh mua tiêu thố thấy vậy liền cười thích thú vì mẹ lăng cũng mua cho cô một chiếc tương tự tối đó khi lăng siêu về nhà và biết bạn trai của mẹ sẽ đến anh cảm thấy hơi căng thẳng khi biết người bạn trai của mẹ chính là bố mình lăng siêu cảm thấy khó chấp nhận và liền trở mặt vào phòng bố của lăng siêu biết con trai khó tiếp nhận mình quyết định sẽ từ từ thay đổi lăng siêu dùng cớ dạy tiêu thố làm bài tập để rời khỏi nhà tiêu thố biết anh đang không vui nên kéo anh cùng cha mẹ mình chơi trò chơi bố của lăng sợ mình ở lâu sẽ khiến lăng không muốn trở về nên sau khi ngồi một lúc đã chuẩn bị rời đi nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ nhà của tiêu thố lòng bố của lăng tràn đầy cảm xúc phức tạp Doãn Tử Hàm trên đường đến trường tình cờ thấy Lăng Siêu chở Tiêu Thố trên xe đạp, điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hai người với phong cách hoàn toàn khác biệt lại xuất hiện cùng nhau trong cùng một khung cảnh, điều này thật không khoa học. Doãn Tử Hàm quyết định tìm hiểu xem giữa hai người họ rốt cuộc có bí mật gì, dù sao việc vượt qua Lăng Siêu cũng đã trở thành ám ảnh trong lòng Doãn Tử Hàm. Hiệu trưởng dường như đã nhận thấy dấu hiệu tình cảm nảy sinh trong trường học, vì vậy ngay lập tức tổ chức cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ việc nam và nữ sinh tiếp xúc quá mức. Sau khi hiệu trưởng rời đi, mọi người bàn tán xôn xao, cảm thấy quy định này không phù hợp với nhân tính. Giáo viên Tiêu càng nhấn mạnh phải tập trung vào việc hướng dẫn, bởi học sinh đang trong giai đoạn nổi loạn, càng cấm đoán họ làm gì, họ càng muốn làm điều đó. Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng truyền đạt quy định của hiệu trưởng cho từng học sinh, nhắc nhở mọi người không được vượt qua giới hạn đó. Tiêu Thố và Tưởng Quyên Quyên tự giác giữ khoảng cách với các bạn nam, chỉ có Doãn Tử Hàm là không quan tâm, cố tình ngồi lại gần, anh muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Tiêu Thố và Lăng Siêu cuối cùng anh bị giáo viên giám sát phát hiện và ngay lập tức bị giáo viên tiết gọi vào phòng làm việc để hỏi chuyện khi nghe giáo viên tiết đoán rằng anh và tiêu thố có xu hướng yêu đương sớm doãn tử hàm vội vã phủ nhận và bí mật nói với giáo viên tiết rằng mối quan hệ giữa tiêu thố và lăng siêu mới thực sự không bình thường giáo viên tiết hoàn toàn không tin điều đó vì một người là học sinh giỏi và một người là học sinh yếu họ không thể đến được với nhau ông lập tức yêu cầu doãn tử hàm tìm tiêu thố đến ít nhất là để cảnh báo cô ấy nhưng khi tiêu thố e lệ đứng trước mặt giáo viên tiết lại thay đổi ý định anh chỉ nhắc nhở tiêu thố hãy chăm chỉ học hành và để cô quay lại lớp học điều này khiến tiêu thố cảm thấy khá bối rối doãn tử hàm luôn quanh quẩn xung quanh tiêu thố tưởng quyên quyên cảm thấy điều này khá lạ lùng và quyết định rằng doãn tử hàm đã thích tiêu thố cô ấy còn đưa ra tất cả các lý lẽ của mình để chứng minh điều này chẳng hạn như doãn tử hàm gần đây luôn thúc giục tiêu thố làm bài tập và kiên nhẫn giảng bài cho cô thậm chí khi tiêu thố gục xuống bàn ngủ còn đắp cho cô chiếc áo tiêu thố nghe xong cảm thấy rất hợp lý Nhớ lại thái độ và hành động gần đây của Doãn Tử Hàm đối với mình, cô dường như đồng ý với quan điểm của Tưởng Quyên Quyên và không khỏi tự hào về bản thân. Kỳ nghỉ đông mà Tiêu Thố mong đợi cuối cùng cũng đến, cô có cơ hội để thư giãn. Doãn Tử Hàm mời Tiêu Thố đến quảng trường thời đại để làm bài tập, Lăng Siêu biết rằng đây chỉ là cái cớ, thực chất Doãn Tử Hàm muốn hẹn hò với Tiêu Thố. Doãn Tử Hàm còn tung ra bảo vào quảng trường thời đại, Tiêu Thố tự nhiên rất vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, Tiêu Thố đúng hẹn đến nơi, cô và Doãn Tử Hàm cùng nhau thưởng thức món tráng miệng nhân cơ hội này cô sử dụng ý tưởng của tưởng quyên quyên để liên tục thăm dò doãn tử hàm và cuối cùng kết luận rằng doãn tử hàm quả thực thích mình lang siêu đã sớm biết đến điểm hẹn của tiêu thố vì vậy anh cũng rủ bạn bè đến khu vui chơi và như đã dự đoán họ gặp nhau một nhóm người cùng nhau đến một cửa hàng quần áo doãn tâm lam giả vờ giúp tiêu thố chọn quần áo nhưng lại bị lang siêu phê bình rằng tiêu thố không chú ý đến thời tiết mùa đông nên mặc ấm hơn lang siêu đã chọn cho tiêu thố một chiếc áo lông sau đó lấy thẻ ngân hàng của mình ra để thanh toán Doãn Tử Hàm cảm thấy tình hình không ổn, khi lần này lại bị Lăng Siêu chiếm spotlight, liền vội vàng lấy ra thẻ VIP vàng của mình để trả tiền cho Tiêu Thố, nhưng đã bị Lăng Siêu từ chối thẳng thừng. Tiêu Thố coi cuốn sách về vận mệnh các cung hoàng đạo do Tưởng Quyên Quyên tặng như thần thánh, thường xuyên sử dụng nó để dự đoán vận mệnh của mình trong tuần sau và còn khoe mẽ điều này trước mặt Lăng Siêu, thậm chí còn kéo anh tham gia kiểm tra cùng, do Lăng Siêu có danh tiếng là học bá và còn rất điển trai, nhiều nữ sinh muốn tiếp cận tiêu thố cố tình tránh xa và âm thầm cười nhạo từ một bên không lâu sau doãn tử hàm cũng tìm đến ý định ban đầu của anh là muốn tiếp cận lang siêu nhưng lại bị tiêu thố hiểu lầm là cố tình tìm cớ để tiếp cận cô điều này khiến cô bắt đầu tự tin hơn dù có phần nghi ngờ về ý định của doãn tử hàm theo đuổi mình tiêu thố vẫn thích thú với cảm giác được người khác yêu thích để cảm ơn doãn tử hàm vì đã giúp đỡ mình trong học tập tiêu thố một cách ngoại lệ mời anh về nhà làm khách sự xuất hiện của doãn tử hàm khiến mẹ của tiêu thố cảm thấy lo lắng bởi vì bà đã sớm coi lăng siêu như là con rể tương lai và giờ đây tư thố lại đưa một chàng trai khác về nhà tình hình trở nên cấp bách mẹ của tư thố liền gọi điện cho mẹ của lăng để thông báo về tình hình sau đó hai bà cùng nhau bàn bạc kế hoạch đây là chuyện quan trọng của cuộc đời không thể để tư thố làm theo ý muốn của mình tiêu thố không mấy quan tâm đến phản ứng của hai bà mẹ vì cô nàng chưa hề nghĩ đến chuyện này mẹ của tư thố cố ý khen ngợi lăng siêu trước mặt mọi người về mọi mặt từ học tập đến việc nhà điều này đã khơi dậy lòng cạnh tranh trong Doãn Tử Hàm. Anh không chịu kém cạnh và tự nguyện đảm nhận công việc nhà, mặc dù chưa bao giờ làm việc nhà, anh đã cố gắng hết sức và làm cho nhà cửa của gia đình Tiêu Thố trở nên sạch sẽ. Vừa khi Doãn Tử Hàm dọn dẹp xong, bà đã ra lệnh cho anh ta về và nhờ Lăng Siêu ra tiễn, rõ ràng là có sự đề phòng đối với Doãn Tử Hàm. Tưởng Quyên Quyên giúp Tiêu Thố phân tích tình hình cô đang đối mặt, kết luận rằng Doãn Tử Hàm chắc chắn rất thích Tiêu Thố, nếu không anh ta đã không cố gắng hết sức để làm hài lòng cô dựa vào kinh nghiệm tình yêu phong phú đọc được từ sách vở tưởng quyên quyên khuyên tiêu thố nên chủ động đáp lại lòng chân thành của doãn tử hàm mời anh xem một bộ phim hay cùng đi chơi đều được để cho doãn tử hàm thấy được phản ứng của mình tiêu thố rất đồng ý với ý kiến đó nhưng lựa chọn của cô có phần đặc biệt bởi vì cô đã đặt buổi hẹn đầu tiên tại đấu trường tây côn đô mặt khác doãn tử hàm rất vui mừng khi nhận được lời mời từ tiêu thố qua thời gian tiếp xúc anh cảm thấy mình dường như đã thích tiêu thố và đi đến buổi hẹn với tâm trạng hân hoan không ngờ lại bị tiêu thố đuổi chạy khắp sân cuối cùng suýt chút nữa là tìm không ra răng sau khi rời khỏi đấu trường tây côn đô doãn tử hàm cảm thấy như được giải thoát nhưng vẫn cắn răng đưa tiêu thố về nhà còn nói rằng sẽ bảo vệ cô kết quả lại bị một con mèo làm cho giật mình và bản thân anh trở thành người cần được tiêu thố bảo vệ tiêu thố đề xuất sẽ hát một bài hát để doãn tử hàm lấy lại can đảm sau đó cô hát bài hảo hán ca doãn tử hàm không coi trọng tài năng của tiêu thố anh đã hát một bài tiểu má lúm khiến tiêu thố nhìn anh bằng con mắt khác không ngờ giọng hát của doãn tử hàm lại hay đến thế doãn tử hàm tự hào nói rằng giấc mơ trước kia của anh là trở thành ca sĩ nhưng giờ có vẻ như không thể thực hiện được lang siêu đã đợi ở dưới nhà của tiêu thố khi thấy tiêu thố và doãn tử hàm trở về anh có vẻ không vui sau khi doãn tử hàm rời đi lang siêu nhắc nhở tiêu thố không nên tiếp xúc quá gần với doãn tử hàm anh nghi ngờ mục đích doãn tử hàm tiếp cận tiêu thố nhưng tiêu thố lại không nghĩ vậy cô cảm thấy hành động của lang siêu mới là điều kỳ lạ cha là nỗi đau trong lòng lang siêu mà anh không thể xóa nhòa nhưng cha anh lại xuất hiện một lần nữa mẹ anh đón nhận sự trở lại của cha với thái độ hoan nghênh lang siêu không muốn làm tổn thương mẹ mình anh cố tình tránh mặt cha mình mỗi khi thấy xe của cha đậu dưới nhà lang siêu liền tìm cách né tránh và nhà của tiêu thố chính là nơi tốt nhất để đến lần này anh lại thấy tiêu thố đưa mấy bạn cùng lớp về nhà trong đó có doãn tử hàm người mà anh không muốn gặp nhất lang siêu cố tình tiếp cận tiêu thố và các bạn học của cô chỉ để ngăn tiêu thố tiếp xúc nhiều với doãn tử hàm mọi người bắt đầu chơi trò thật hay dám và tiêu thố là người đầu tiên được chọn cô chọn dám và tưởng quyên quyên đưa ra yêu cầu bắt cô phải nhìn chằm chằm vào một chàng trai trong vòng 20 giây lang siêu nghĩ tiêu thố sẽ chọn mình nhưng cuối cùng cô lại chọn doãn tử hàm để nhìn khiến lang siêu cảm thấy không thoải mái vì lớp 11 sẽ phải chia thành lớp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội giáo viên tiết liên tục nhắc nhở mọi người cần cẩn thận khi lựa chọn Tiêu Thố không quan tâm lắm đến việc phân ba, cô luôn đứng cuối về thành tích. Điều tuy nhiên, khi Trương Đại niên chọn khoa học tự nhiên, Tiêu Thố thật sự thất vọng, lo lắng rằng mình sẽ trở thành người đứng cuối cùng. Giả Tư Văn có thành tích học tập rất tốt, nên anh có chút do dự khi lựa chọn. Giáo viên tiết đã cho anh thêm một ngày để tham khảo ý kiến của bố mẹ trước khi quyết định. Nghe xong, Giả Tư Văn càng do dự hơn, anh định lên sân thượng trường để suy nghĩ cho kỹ nhưng lại thấy Tưởng Quyên Quyên đang tìm chỗ mới cho bộ sưu tập đồ lưu niệm của mình về các ngôi sao. Khi Tưởng Quyên Quyên nhìn thấy Giả Tư Văn cầm tờ đăng ký chọn chuyên ngành, cô ngay lập tức hiểu anh đang phân vân không biết chọn hướng khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội và liền giúp anh phân tích. Lời khuyên của Tưởng Quyên Quyên đã giúp Giả Tư Văn quyết định chọn khoa học xã hội, và cuối tuần, khi cha của Lăng đến nhà, Lăng tiếp tục tránh mặt. Lần này anh không đến nhà của Tiêu Thố mà ngồi ở vườn dưới nhà mơ mộng, nhưng lại tình cờ gặp phải cha của Tiêu Thố, người vừa bị mẹ Tiêu Thố đuổi ra. Gặp nhau trong tình huống này có chút ngượng ngùng nhưng cha của tiêu thố với thái độ của một người đàn ông trưởng thành nói sẽ đưa lăng trải nghiệm niềm vui thực sự của đàn ông lăng đầy hứng thú nhưng cuối cùng lại được đưa đến tiệm bán vé số đây là niềm vui mà cha của tiêu thố nói lăng may mắn hơn cha của tiêu thố rất nhiều cha của tiêu thố cuối cùng không trúng giải nào cả nhưng vẫn mang giọng điệu giáo huấn nói sẽ không bao giờ từ bỏ rõ ràng có chút vị của tinh thần lạc quan tự an ủi lăng siêu biết rằng cha của tiêu thố cũng không dẫn anh đến những nơi thú vị lắm nên quyết định đưa anh đến quán nét để lên mạng trong khi cha của tiêu thố lại say mê xem chương trình ẩm thực xem đến mức chảy nước miếng tiêu thố một cô gái có phần vô tâm bỗng nhiên có sự tỉnh ngộ cô muốn biết ước mơ thực sự của mình là gì vì vậy cô muốn tìm cảm hứng từ người khác cầm máy quay đi khắp nơi hỏi han không bỏ sót cả ông chú bán bánh kếp bạn bè là đối tượng chính mà cô tập trung cô còn lao vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm để hỏi ý kiến của giáo viên tiết cuối cùng là gặp hiệu trưởng mới thôi cuối cùng tiêu thố hỏi ý kiến của lăng siêu nhưng Lăng Siêu lại cho rằng ước mơ không quá quan trọng, trân trọng hiện tại mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tiêu Thố không hài lòng với câu trả lời này. Tiêu Thố nhận ra Lăng Siêu đang rất băn khoăn về việc cha anh trở về, cô khuyên anh không cần phải lo lắng quá mức, cần phải dũng cảm đối mặt và tìm kiếm giải pháp, trốn tránh không phải là cách, hơn nữa anh cũng cần quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình. Lời nói của Tiêu Thố đã thực sự khơi dậy sự suy nghĩ trong Lăng Siêu. Với sự đồng ý một cách im lặng từ Lăng Siêu, cha của Lăng bắt đầu chuyển trở lại nhà sống và Lăng Siêu thấy tình trạng của mẹ mình ngày càng tốt hơn. Anh cũng bắt đầu dần dần buông bỏ, chỉ là trong lòng vẫn còn một số băn khoăn không thể giải quyết. Hàng xóm ghen tị với chiếc xe hơi xa hoa của cha Lăng và việc anh trở về với vẻ vang. Nhưng Lăng Siêu lại cảm thấy những thứ đó không quan trọng. Trong mắt anh, sự đồng hành mới là phần quan trọng nhất của tình thân. Giả Tư Văn gặp một cô gái khi mua tạp chí địa lý. Cô gái đó rất muốn mua được tạp chí giải trí cuối cùng và thể hiện vẻ mặt hạnh phúc khi mua được. Điều này khiến Giả Tư Văn nghĩ đến tưởng quyên quyên rất giống với cảm xúc của tưởng quyên quyên dành cho ngôi sao tên là văn tuấn nhưng sau đó giả tư văn phát hiện tưởng quyên quyên đã chuyển sang một ngôi sao mới tên là tuấn huy người này đã thay thế văn tuấn trở thành mục tiêu mới của cô ấy cô ấy nói rằng tuấn huy trưởng thành và có nội dung hơn văn tuấn giả tư văn không đồng ý với cách chuyển tình cảm này của tưởng quyên quyên anh cảm thấy việc theo đuổi ngôi sao không nên chỉ theo trào lưu nếu đã quyết định thì nên theo đuổi suốt đời tưởng quyên quyên lại cho rằng việc theo đuổi ngôi sao nên thay đổi theo độ tuổi Giáo viên Tiết nhắc nhở mọi người, buổi họp phụ huynh cuối tuần phải có mặt toàn bộ, lần này Tưởng Quyên Quyên có thành tích không tốt, cô lo lắng sẽ bị cha mắng, nên đã giơ tay nói dối rằng bố mẹ cô đều bận không thể về kịp, nhưng giáo viên Tiết nói nếu như vậy, ông sẽ tìm cơ hội đến thăm nhà riêng. Rõ ràng Tưởng Quyên Quyên không thể chấp nhận điều này, cô đành nói sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ mình thêm lần nữa. Tiêu Thố thấy Tưởng Quyên Quyên có vẻ mất tập trung, vì quan tâm nên đã tiến lên hỏi han. Tưởng Quyên Quyên nói rằng bố mẹ cô không hiểu sao gần đây lại rất quan tâm đến điểm số của cô, nhưng cô lại thi trượt, đặc biệt là bố cô biết được sau này tình hình của cô sẽ rất ngại ngùng. Cô nghĩ ra một kế hoạch, đó là cố tình nói sai thời gian bắt đầu của buổi họp phụ huynh, đẩy lùi 2 giờ so với thời gian thực tế. Khi buổi họp phụ huynh diễn ra, tiêu thố không quá lo lắng vì mẹ của Lăng đại diện cho bố mẹ cô tham dự. Với tình yêu và sự quan tâm mà mẹ Lăng dành cho tiêu thố, chắc chắn bà sẽ không nói xấu cô với bố mẹ mẹ của doãn tử hàm đến sau đó và không ngừng nói chuyện với mẹ lăng coi bà như là mẹ của tiêu thố mẹ lăng cũng không phản đối để cho bà ta thoải mái kể về những chuyện vui doãn tử hàm đã kể về tiêu thố thậm chí nói rằng bà rất thích tiêu thố khi thấy có ý nhỏ giọt về con trai mình mẹ lăng liền nhắc đến mối quan hệ tốt đẹp giữa tiêu thố và lăng siêu muốn thông qua điều này để mẹ của doãn tử hàm từ bỏ ý định nhưng mẹ của doãn tử hàm lại cho rằng khoảng cách sẽ tạo ra sự xa cách cho đến khi giáo viên tiết đến và nói rằng mẹ của doãn tử hàm đã vào nhầm lớp bà mới bẽ bảng rời đi. Phụ huynh tổ chức họp trong lớp học, trong khi các bạn học sinh tụ tập nói chuyện trên sân trường, mọi người đều chia sẻ phản ứng của bố mẹ sau khi tham dự buổi họp. Tưởng Quyên Quyên lo lắng tiền tiêu vặt của mình sẽ không cánh mà bay, tiêu thố kia nhẫn an ủi cô. Doãn tử hàm nhìn thấy khía cạnh dễ thương của tiêu thố, tưởng tượng mình là tưởng Quyên Quyên, sau đó anh bắt đầu mô phỏng lại cách mẹ anh thể hiện sau buổi họp, khiến mọi người cười không ngớt. Sau khi buổi họp kết thúc, mẹ của Lăng đã báo cáo tình hình cho mẹ của tiêu thố, bà cảm nhận được mối đe dọa từ Doãn Tử Hàm, nên đã sớm bàn bạc với mẹ của Tiêu Thố về việc kết nối hai gia đình thông qua việc trở thành thông gia. Với sự hiểu biết, đẹp trai và học giỏi của Lăng Siêu, mẹ của Tiêu Thố tự nhiên rất sẵn lòng, nhưng cha của Tiêu Thố lại có ý kiến khác, ông cho rằng với tính cách của Tiêu Thố, cô chắc chắn sẽ bị Lăng Siêu bắt nạt không thương tiếc. Ông lại thấy Doãn Tử Hàm phù hợp hơn, cha của Tưởng Quyên Quyên dù đến muộn nhưng vẫn kịp tham dự buổi họp phụ huynh, ông trở về nhà và mắng mỏ Tưởng Quyên Quyên một trận, còn cắt hết tiền tiêu vặt của cô, làm cho cô không thể mua sắm đồ lưu niệm của ngôi sao mình yêu thích. Khi Tiêu Thố thấy cô bạn như vậy, vội vàng đến an ủi và thậm chí còn muốn cho cô tiền tiêu vặt của mình. Nhưng khi biết việc mua những thứ đó cần nhiều tiền, Tiêu Thố quyết định để Tưởng Quyên Quyên khóc ra cho hết buồn. Giáo viên tiết lại khích lệ Tưởng Quyên Quyên, dù lần này thành tích không tốt nhưng cũng tạo ra không gian cho cô tiến bộ sau này. Miễn là cô có tiến bộ trong mỗi kỳ thi, ông sẽ thưởng cho cô một poster của ngôi sao, khiến Tưởng Quyên Quyên lập tức có động lực học hành. Trong trường có tin đồn về mối quan hệ khó mô tả giữa Tiêu Thố và Lăng Siêu, rằng gia đình Tiêu Thố nợ gia đình Lăng Siêu rất nhiều tiền và cô bị coi như một đứa trẻ được nuôi dưỡng để trở thành con dâu của gia đình Lăng. Tiêu Thố rất tức giận khi nghe thấy và quyết định giữ khoảng cách với Lăng Siêu, nhưng Lăng Siêu dường như không mấy quan tâm, vẫn như mọi khi kéo Tiêu Thố đi học về cùng nhau. Lăng Siêu vẫn thường đến nhà Tiêu Thố, anh, cha của Tiêu Thố và chính Tiêu Thố cùng nhau xem phim. Khi Tiêu Thố và Lăng Siêu cùng nhau học bài, cô than thở rằng điểm toán của mình tiến bộ nhiều nhờ vào sự hướng dẫn của doãn tử hàm nhưng lại phát sinh vấn đề khi điểm số của các môn học khác đặc biệt là tiếng anh lại giảm lăng siêu trêu chọc cô rằng trí thông minh của cô giống như nước trong thùng tổng lượng chỉ có bấy nhiêu nếu dùng cho một môn học thì môn khác sẽ giảm và tổng điểm không tăng lên khiến tiêu thố lườm anh doãn tâm lam quan tâm đến lăng siêu mặc dù đối mặt với sự lạnh nhạt từ anh cô vẫn kiên trì không bỏ cuộc lần này cô tặng lăng siêu hai vé vào cửa triển lãm tranh và mời anh đi cùng nhưng lăng siêu từ chối bằng cớ tìm một cuốn sách về thuật toán toàn năng doãn tâm lam không chịu từ bỏ cố gắng tìm hiểu nơi nào có thể tìm được cuốn sách gốc khi đó bạn cùng bàn của lăng siêu là chu văn vũ quan tâm hỏi han doãn tâm lam và nhờ chu văn vũ giúp tìm chu văn vũ ngay lập tức đồng ý giúp đỡ ngày hôm sau doãn tâm lam đưa cuốn sách cho lăng siêu nhưng lăng siêu nhận ra rằng đó là chu văn vũ đã giúp cô tìm được sách nên đã trực tiếp từ chối doãn tâm lam nói rằng món quà này quá nặng nề anh không thể nhận cảnh tượng này vừa lúc được chu văn vũ chứng kiến khi anh trở về từ bên ngoài không lâu sau chu văn vũ gọi lăng siêu ra sân tập và hỏi anh tại sao từ chối lòng tốt của doãn tâm lam còn nói rằng mình biết cuốn sách này là cô muốn tặng cho lăng siêu lăng siêu hỏi anh tại sao lại làm vậy chu văn vũ nói anh làm điều này hoàn toàn tự nguyện tẫn lòng làm bất cứ điều gì cho doãn tâm lam lăng siêu vẫn cảm thấy chu văn vũ làm như vậy không đáng không ngờ chu văn vũ nghe xong đã đấm một cái vào mặt lăng siêu rồi bỏ đi cảnh tượng này vừa lúc bị doãn tâm lam chứng kiến cô thay đổi cách nhìn về chu văn vũ còn rút ra vé xem triển lãm tranh hỏi anh có muốn đi cùng cô không chu văn vũ hạnh phúc đồng ý tiêu thố hẹn doãn tử hàm đi xem phim khi nghe vậy anh rất hào hứng và bắt đầu chú trọng ăn mặc diện bộ đồ khá mỏng nghĩ đến thời tiết bên ngoài hơi lạnh anh bắt đầu do dự nhưng vì muốn tạo ấn tượng tốt với tiêu thố anh quyết định vẫn giữ nguyên bộ đồ đó điều anh không ngờ tới là tiêu thố dự định đi gặp anh nhưng lại quên mất vì đã lo chăm sóc cho lăng siêu bị thương Cô ngay lập tức giúp Lăng Siêu lau vết thương và còn nấu trứng để đắp mặt, quên bén mất cuộc hẹn đi xem phim với Doãn Tử Hàm. Và cô cũng đã bật chế độ im lặng cho điện thoại, vì thế không nhận được cuộc gọi từ anh. Vào buổi trưa hôm sau, khi không thấy Doãn Tử Hàm, Tiêu Thố mới hỏi và biết anh bị sốt hôm qua, cô mới nhớ ra đã hẹn anh đi xem phim. Tưởng Quyên Quyên khuyên cô nên giải thích rõ ràng với Doãn Tử Hàm. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Thố cuối cùng đã gọi điện cho Doãn Tử Hàm từ nhà, bày tỏ sự xin lỗi của mình. Doãn Tử Hàm đã đợi cuộc gọi của cô và sau đó nói rằng mình chỉ bị cảm nhẹ. Khi nghe Tiêu Thố bỏ lỡ cuộc hẹn vì Lăng Siêu, anh hỏi cô liệu cô có quan tâm Lăng Siêu hơn không, khiến Tiêu Thố lúng túng không biết phải trả lời thế nào, lòng cô cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Trước sự bối rối của Tiêu Thố, Tưởng Quyên Quyên bắt đầu áp dụng lý thuyết của mình để phân tích, cho rằng Tiêu Thố thích Lăng Siêu hơn so với Doãn Tử Hàm. Tuy nhiên, Tiêu Thố không mấy phục, vì năm ngoái Tưởng Quyên Quyên cũng nói rằng cô thích Doãn Tử Hàm hơn, nhưng năm nay lại đổi giọng. Tiêu Thố thức dậy sớm và nghe thấy tiếng đàn violon trầm bổng vang lên từ dưới lầu, do một chàng trai trẻ tuấn tú đang chơi. Và nhận ra người chơi đàn chính là Diệp Tuấn, hàng xóm thời thơ ấu của cô. Cô nhớ rằng khi còn nhỏ, họ đã từng như vậy quây quần bên Diệp Tuấn anh chơi đàn, cảnh tượng hôm nay khiến Tiêu Thố cảm thấy ấm áp đặc biệt trong lòng. Diệp Tuấn là anh họ của Hứa Linh Lung, mẹ của Hứa Linh Lung, một người phô trương đã tận dụng cơ hội này để khoe khoang mạnh mẽ, thậm chí còn kéo Diệp Tuấn xuống lầu viết cấp list miễn phí cho hàng xóm tiêu thố muốn diệp tuấn viết thêm một bức câu đối nhưng hứa linh lung lại cản trở trong khi diệp tuấn bày tỏ không phiền lòng viết thêm cho tiêu thố để đạt được mục đích tiếp xúc nhiều hơn với diệp tuấn tiêu thố bắt đầu làm hòa với hứa linh lung dù không thích cô ấy bởi diệp tuấn là anh họ của hứa linh lung cô đề nghị hứa linh lung dẫn diệp tuấn đến nhà mình làm bài tập hứa linh lung nảy ra một ý tưởng nếu tiêu thố mời lăng siêu cùng đến cô ấy sẽ đồng ý đi cùng diệp tuấn nghe vậy tiêu thố lập tức đồng ý tiêu thố đã làm mọi cách để thuyết phục lăng siêu cầu xin anh giúp một tay cuối cùng cũng khiến lăng siêu đồng ý nhưng anh có một điều kiện đó là mỗi người học môn của mình và không làm phiền nhau vì vậy một buổi học nhóm bốn người đã được hình thành mặc dù mỗi người đều có suy nghĩ riêng trông không mấy hòa thuận để làm dịu bầu không khí tiêu thố bắt đầu kể về kỷ niệm khi họ từng cùng nhau ăn gà rán diệp tuấn bắt lấy chủ đề này và nói rằng vào ngày đầu tiên tuyết rơi năm nay anh sẽ mời mọi người đi ăn gà rán hứa linh lung lướt điện thoại và nói rằng vào thứ tư tuần sau sẽ có tuyết rơi đầu mùa vì thế diệp tuấn quyết định chính ngày đó sẽ làm tiệc trong sự chờ đợi đầy háo hức của tiêu thố ngày ăn gà rán cuối cùng cũng đến tiêu thố muốn tạo ấn tượng tốt với diệp tuấn nên đã cố gắng giữ hình ảnh một cô gái nữ tính điều này khiến lăng siêu cảm thấy không thoải mái và nhắc nhở cô rằng cứ ăn tự nhiên sẽ tốt hơn tiêu thố sau đó đã thả lỏng và tận hưởng niềm vui ăn gà rán trong ngày tuyết rơi cha của lăng mua một biệt thự lớn để cải thiện điều kiện sống của gia đình mặc dù mẹ của lăng không muốn rời bỏ môi trường quen thuộc nhưng trong lòng bà rất vui chỉ có lăng siêu khi nghe tin này lại không hề hạnh phúc anh cho rằng cha mình chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mình giống như lúc cha anh rời bỏ gia đình cha của lăng không ngờ tình cảm tốt của mình lại dẫn đến tình hình như vậy mẹ của lăng chia sẻ nỗi lo này với mẹ của tiêu thố mẹ của tiêu thố cho rằng việc gia đình họ chuyển đi chỉ là sớm muộn sau bao năm sống cùng nhau bây giờ phải chia tay cả hai đều cảm thấy khó xử và đã ôm nhau khóc tiêu thố cũng vô tình biết được chuyện này Cô hiểu cảm xúc của Lăng Siêu và biết anh tại sao lại phản đối việc chuyển nhà, nên cô đã tìm đến cha của Lăng, nói rằng Lăng Siêu rất trân trọng tình cảm. Chiếc máy tính cũ kỹ đã sử dụng nhiều năm nhưng anh vẫn không nỡ thay thế, không chỉ vì thích mà còn bởi vì đó là món quà cha của anh mua cho. Lăng Siêu đã gắn bó với môi trường sống hiện tại, chuyển đến nơi mới chắc chắn anh sẽ cảm thấy không quen. Cha của Lăng nhận ra mình không đã suy nghĩ kỹ, ông đã cho tiêu thố xem bản vẽ của biệt thự mới, phòng rộng lớn khiến tiêu thố cảm động, cô đột nhiên thay đổi ý định yêu cầu cha của lăng dẫn lăng siêu đến xem thực tế biệt thự có lẽ anh sẽ thay đổi suy nghĩ dù sao cô cũng cảm thấy biệt thự đó không có gì để chê đêm đó tiêu thố trằn chọc không ngủ được cô lo lắng lăng siêu sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ của biệt thự và quyết định rời đi sáng hôm sau tiêu thố vội vàng đến nhà lăng với vẻ mặt lo lắng hỏi lăng siêu liệu anh thực sự đã quyết định chuyển đi khi thấy lăng siêu không trả lời tiêu thố nghẹn ngào kể về những kỷ niệm của họ từ khi còn nhỏ cho đến lớn lên trong ngôi nhà này vẻ mặt lưu luyến khiến lăng siêu cảm động anh không ngờ tiêu thố thường ngày vô tư lại có thể vì anh chuyển đi mà lo lắng như vậy bố mẹ của tưởng quyên quyên bận rộn với công việc hàng ngày sau khi tham dự buổi họp phụ huynh bố tưởng nhận ra mình không quan tâm đủ đến con gái khi bố tưởng đi vệ sinh tưởng quyên quyên thấy có một tin nhắn trên điện thoại của bố hẹn gặp ở khách sạn hoa viên vào lúc 5 giờ chiều hôm sau không ngờ bố cô có người khác điều này khiến tưởng quyên quyên cảm thấy như bị xét đánh món trắng miệng yêu thích bỗng chốc mất hết hương vị tiêu thố bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc học và quyết tâm bứt phá nhưng bởi vì nền tảng học của cô không vững nên việc đuổi kịp đành phải từng bước một vì vậy lang siêu liên hệ với diệp tuấn yêu cầu anh tìm cách khích lệ tiêu thố diệp tuấn không trần trừ đồng ý anh viết tay những lời khuyên khích lệ cho tiêu thố so với tiêu thố chăm chỉ học hành tâm trạng của tưởng quyên quyên rất tồi tệ cô bị thông tin về người phụ nữ kia làm phiền và vì thế cô trốn học đến khách sạn hoa viên để vạch trần sự thật về bố khi phát hiện tưởng quyên quyên mất tích Giáo viên tiết đã vội vàng hỏi Tiêu Thố và các bạn học khác, nhưng mọi người đều không biết cô ấy đi đâu. Lăng Siêu sau khi biết tin đã ngay lập tức sử dụng phần mềm để xác định vị trí của Tưởng Quyên Quyên, mọi người vội vã tiến về phía khách sạn Hoa Viên. Khi mọi người tìm thấy Tưởng Quyên Quyên, họ thấy cô ấy trực tiếp lao tới mặt bố Tưởng, cáo buộc ông làm như vậy là phản bội mẹ và mình, khiến bố Tưởng hoàn toàn bối rối. Người phụ nữ gặp bố Tưởng thấy tình hình không ổn liền đứng dậy cáo từ, bố Tưởng muốn giữ cô ấy lại nhưng không thành. Lúc này lại có một người phụ nữ khác đến gặp Bố Tưởng, Tưởng Quyên Quyên trực tiếp tạt nước lên người bố, cáo buộc ông quá đa tình. Nhưng hóa ra đây chỉ là một hiểu lầm, thực tế Bố Tưởng chỉ muốn tìm gia sư tốt hơn cho con gái mình mà thôi. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, bạn học đến tìm Tưởng Quyên Quyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dãn Tử Hàm đi vệ sinh ở khách sạn, hát vu vơ vài câu, không ngờ lại thu hút sự chú ý của một tuyển trạch viên ngôi sao và nhận được danh thiếp với lời hứa hẹn rằng họ rất quan tâm đến anh, có thể giúp anh sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Giả tư văn lo lắng rằng anh có thể đã gặp phải lừa đảo. Nhưng Lang Siêu sau khi kiểm tra trên mạng phát hiện ra công ty này là một công ty giải trí có uy tín và người tuyển trạch viên chính là tổng giám đốc của công ty. Doãn Tử Hàm quyết định thử sức mình, ký hợp đồng với công ty và sang Hàn Quốc trở thành thực tập sinh. Trước khi đi, Doãn Tử Hàm đã hẹn gặp Tiêu Thố, muốn nói với cô lời cảm ơn về sự khích lệ của cô và muốn nói một số lời thân mật. Tiêu Thố bày tỏ rằng tất cả những điều này đều bắt nguồn từ nền tảng tốt và mong muốn trở thành ngôi sao của Doãn Tử Hàm. Doãn Tử Hàm muốn tỏ tình với Tiêu Thố nhưng lại nuốt lời vào trong, nói rằng anh muốn làm bạn với Tiêu Thố suốt đời. Doãn Tử Hàm biết rằng người Tiêu Thố quan tâm hơn cả là Lăng Siêu, anh chỉ có thể gửi lời chúc phúc. Lăng Siêu sắp phải thi đại học, với thành tích của anh, việc thi vào đại học Thanh Hoa không phải là vấn đề, nhưng Lăng Siêu lại muốn đăng ký đại học Vân Hải. Bố Lăng hỏi lý do, Lăng Siêu nói rằng chương trình công nghệ thông tin của đại học Vân Hải nằm trong số những chương trình hàng đầu trong các trường đại học cùng loại, bố anh ủng hộ quyết định của mình. Cuối cùng Lăng Siêu đậu vào Đại học Vân Hải, sau khi anh rời đi, Tiêu Thố bắt đầu suy ngẫm về bản thân, quyết định học thật tốt, cố gắng thi đậu vào một trường đại học mơ ước. Không chỉ vì xứng đáng với thần tượng Diệp Tuấn, mà ít nhất cũng không làm bố mẹ phải lo lắng thêm nữa. Cô bắt đầu tập trung năng lượng vào việc học, ngay cả những liên lạc quan tâm từ Lăng Siêu cũng trở thành sự quấy rối. Lăng Siêu muốn bày tỏ tình cảm với Tiêu Thố nhưng do cô đang trong giai đoạn quan trọng của kỳ thi đại học nên đã dừng lại. Tiêu Thố cảm thấy anh cứ do dự, không giống như cách anh thường làm chắc chắn đang giấu đi một bí mật nào đó không thể nói ra. Khi chụp ảnh tốt nghiệp trung học, tưởng quyên quyên và tiêu thố nhớ lại 3 năm trước. Họ đã chụp ảnh ở đây để chúc mừng mình đã đậu vào trung học và giờ đây họ sắp tốt nghiệp, cả hai có những suy tư về cuộc sống. Khi nhiếp ảnh ra nhắc mọi người chuẩn bị chụp ảnh, hứa linh lung bất ngờ khóc nức nở, khiến mọi người đều cảm thấy buồn. Ngày tiêu thố tham gia kỳ thi đại học đã đến, cả hai gia đình đều chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí Lăng Siêu cũng xin nghỉ hai ngày từ Đại học Vân Hải để trở về. Mẹ Tiêu Thố đặc biệt nhắc nhở Tiêu Thố mặc quần lót màu tím, nói rằng như vậy có thể thi đạt điểm cao, còn nói dối rằng mọi người hôm nay đều mặc như vậy, Tiêu Thố đành phải nghe theo. Bữa sáng của Tiêu Thố được trang trí bằng bánh quẩy và hai quả trứng vịt tạo thành dạng chữ 100%, Tiêu Thố nói với mọi người rằng còn có 150 điểm nữa cần phải thi. Mọi người vội vàng tìm kiếm thứ gì đó có âm 5 để phù hợp, cuối cùng bốn người đã cùng nhau nhảy múa trên quảng trường. Lăng Siêu đảm nhận nhiệm vụ đưa Tiêu Thố đến điểm thi. Trên đường đi, anh không ngừng nhắc nhở tiêu thố khi làm bài phải cực kỳ cẩn thận đừng chủ quan khiến tiêu thố cảm thấy anh hơi lải nhải lăng siêu lo lắng việc đi lại bằng phương tiện khác có thể ảnh hưởng đến việc tiêu thố đến kịp thời gian vào phòng thi vì cô thường không may mắn nên anh quyết định đi bộ cùng tiêu thố dù vậy tiêu thố vẫn không may mắn dẫm phải phân chó lăng siêu vội vàng cúi xuống giúp cô lau sạch thấy không thể làm sạch ngay lập tức lăng siêu đành cởi giày của mình ra cho cô đổi khi tiêu thố vào phòng thi lăng siêu mới thở phào nhẹ nhõm có phóng viên hỏi Lăng Siêu, anh trả lời hy vọng Tiêu Thố có thể thi được điểm cao. Trước khi kết quả thi được công bố, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Giả Tư Văn với thành tích luôn tốt, việc vào được Thanh Hoa không phải vấn đề, anh mang đến cho Tưởng Quyên Quyên và Tiêu Thố kẹo mừng, khiến Tưởng Quyên Quyên hiểu lầm rằng anh sắp kết hôn. Giả Tư Văn, người có tình cảm với Tưởng Quyên Quyên, vội vàng phủ nhận, nói rằng đây là kẹo mừng của giáo viên Tiết và giáo viên Tiêu, mọi người chân thành chúc phúc cho giáo viên chủ nhiệm luôn tốt với học sinh kết quả kỳ thi đại học của tiêu thố đã được công bố mặc dù tiêu thố đã thi xuất sắc hơn mong đợi nhưng số điểm đó vẫn thấp hơn 5 điểm so với điểm chuẩn nhập học của đại học vân hải năm ngoái lang siêu đề xuất rằng năm nay khoa báo chí của đại học vân hải mở rộng tuyển sinh anh yêu cầu tiêu thố đặt khoa báo chí của đại học vân hải là lựa chọn đầu tiên và sau đó tuân theo quyết định điều chuyển của trường như vậy cơ hội được tuyển là lớn hơn cuối cùng tiêu thố quyết định theo ý kiến của lang siêu để đăng ký đó cũng là suy nghĩ của cô Lang Siêu trở về sớm để tìm hiểu thông tin về việc tiêu thố điền nguyện vọng và hẹn cô ở công viên. Anh ấp úng nói muốn gặp cô mỗi ngày. Trước lời tỏ tình này, tiêu thố thực sự không hiểu ý và khi Lang Siêu chủ động tiến lại gần tiêu thố, muốn dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ, kết quả là bị tiêu thố phản xạ đẩy vào sông. May mắn thay, dòng sông không sâu, tiêu thố bảo anh đứng dậy là được. Sau đó, cô vội vã chạy về nhà, tiêu thố được Đại học Vân Hải dự kiến tuyển sinh, bố mẹ Linh mang quà đến chúc mừng. Khi biết Lang Siêu bị cảm, tiêu thố cảm thấy có lỗi nghĩ rằng do mình đã đẩy anh vào sông vì vậy cô đến nhà lăng siêu thăm anh dù chỉ nói lời xin lỗi cũng được khi không thấy lăng siêu trong phòng tiêu thố lại tìm thấy cuốn tiểu thuyết mà mình từng mua nội dung giống hệt với cách lăng siêu hẹn gặp cô hôm đó khiến cô đỏ mặt khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cô hoảng sợ trốn dưới gầm giường lăng siêu đã sớm nhìn thấy tiêu thố anh cố tình ném quần áo xuống đất để trêu chọc tiêu thố khi tiêu thố nhận ra mình bị anh chọc gạo cô liền tức giận Lăng Siêu đành phải an ủi cô, nói rằng anh tha thứ cho việc cô đã đẩy mình vào sông và họ coi như đã hòa giải. Trở về nhà, Tiêu Thố vẫn còn tức giận không thể bình tĩnh, cô thậm chí không cho Lăng Siêu cơ hội dẫn cô đi nhập học. Sau khi để lại một lá thư cho bố mẹ thì cô đã một mình đến Đại học Vân Hải để đăng ký. Tiêu Thố được phân vào phòng 404 của ký túc xá nữ, điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là Tưởng Quyên Quyên lại là bạn cùng phòng của mình. Điều này quả thực như là sự chăm sóc đặc biệt từ trên trời dành cho hai chị em tốt của nhau. Sinh viên năm cao tôn thế ba đã tự nguyện giúp đỡ tân sinh Hạ Mạt chuyển đồ đạc. Hạ Mạt là một cô gái can đảm và tiên phong, đặc biệt quan tâm đến các sự kiện huyền bí. Cô ấy rất hài lòng với việc được phân vào phòng 404 vì có nhiều câu chuyện huyền bí liên quan. Cô ấy tùy ý kể một câu chuyện cho tôn thế ba nghe, khiến anh ta tái mặt vì sợ. May mắn thay, họ sớm đến phòng và anh ta không đến nỗi phải bỏ chạy. Tiêu thố và tưởng quyên quyên chưa kịp vui mừng thì thấy hứa linh lung tự hào bước vào, vì ký túc xá này là ký túc xá hỗn hợp dù hai người không mấy thích hứa linh lung nhưng gặp nhau ở đất khách quê người vẫn cảm thấy gần gũi chỉ là hứa linh lung không có cảm giác này cô ta bắt đầu loại trừ tiêu thố và tưởng quyên quyên bằng cách kéo tay hạ mặt hạ mặt cảm thấy không hài lòng với hành động này của cô ta tôn thế ba ban đầu muốn tận dụng việc chuyển đồ đạc cho tân sinh để có thể kết bạn với một cô bạn gái xinh đẹp anh ta muốn lưu wechat của tiêu thố và những người khác nhưng mọi người đều không phản ứng hạ mặt không muốn anh ấy cảm thấy quá ngại ngùng nên đã chủ động thêm wechat của anh ấy Tôn Thế Ba đề xuất tổ chức một bữa tiệc tối để mọi người có thể làm quen với nhau. Như vậy sau này có việc gì cũng dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, hạ mặt không tiện từ chối, bày tỏ sẽ về bàn bạc với các bạn cùng phòng. Một cách tình cờ, Tôn Thế Ba, Lang Siêu và Chu Văn Vũ cũng là bạn cùng phòng, vào buổi tối, mọi người từ hai ký túc xá tổ chức bữa tiệc tối cùng nhau. Lang Siêu thường không tham gia các hoạt động như thế này, nhưng hôm nay anh ta đã xuất hiện một cách bất ngờ. Và khi nhìn thấy Tiêu Thố và Tưởng Quyên Quyên, anh ta không hề ngạc nhiên, Rõ ràng là anh đã sớm tìm hiểu về nơi ở của Tiêu Thố. Khi Hứa Linh Lung nhìn thấy Lăng Siêu, cô ấy rất phấn khích, cô ấy nghĩ mình sắp đạt được mong muốn, sẽ được ở cùng Lăng Siêu, nhưng không ngờ Lăng Siêu chỉ chú ý đến Tiêu Thố. Trong lúc ăn uống, Tôn Thế Ba, người hay nói nhiều, bắt đầu nói về chuyện tình cảm của Lăng Siêu, mặc dù anh là một chàng trai đẹp trai của trường, có biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi, nhưng kể từ khi nhập học anh đã từ chối mọi lời tỏ tình từ các cô gái. Nếu không có người biết chuyện nhà Lăng Siêu có một cô con dâu nuôi, anh ta thậm chí còn nghi ngờ lăng siêu không thích phụ nữ mọi người gọi bia để làm cho bữa tiệc thêm phần sôi động nhưng lăng siêu lại yêu cầu nhân viên phục vụ mang đến nước trái cây nói rằng tư thố chỉ được phép uống nước trái cây tư thố lại không hài lòng với cách đối xử này cô lén lút lườm lăng siêu một cái lăng siêu có hạn chế về khả năng uống rượu chỉ cần uống vài ly là đã có vẻ say tôn thế ba muốn tạo cơ hội cho anh ta và tư thố có thời gian riêng tư liền tìm cách tách mọi người ra cuối cùng tư thố đành phải một mình đỡ lăng siêu về phòng trên đường về Lăng Siêu trong cơn say mơ màng nói lời yêu đương, lại nhảy bảo tiêu Thố đừng bao giờ rời xa mình, đừng bao giờ không quan tâm đến anh, trong khi nói anh ta còn dần dần tiến gần Tiêu Thố, khiến cô đỏ mặt và tim đập nhanh, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới đưa anh ta về đến phòng, Lăng Siêu lại vùng vẫy đòi đưa Tiêu Thố về. Tiêu Thố thấy các bạn cùng phòng đợi ở ngoài lầu, hỏi cô có mang chìa khóa phòng không, Tiêu Thố tưởng rằng người khác đã mang theo nên cô không mang. Người quản lý ký túc xá cũng không ở đó, giờ phương án duy nhất là đi tìm nơi mà Hạ Mạt đã qua một nhóm người đến tòa nhà thí nghiệm tối om om và hạ mặt cũng luôn nhắc đến những sự kiện siêu nhiên khiến tiêu thố và nhóm bạn mất hết ý chí hạ mặt vào ban ngày đã nghe nói rằng có một mô hình cơ thể người trong trường bị mất mọi người đã cảm thấy lo lắng nay càng thêm bất an may mắn là hạ mặt dũng cảm và tinh tế mặc dù cô ấy không tìm thấy chìa khóa nhưng đã phát hiện ra mô hình cơ thể người bị mất đó tiêu thố và nhóm bạn thấy mô hình cơ thể người có thể tự di chuyển đã sợ hết lên nhưng sau khi nhìn kỹ mới biết đó là hạ mặt đang mang mô hình cơ thể người trong giờ học tưởng quyên quyên đã dùng trải nghiệm của họ tại tòa nhà thí nghiệm làm manh mối để phát biểu giải lời nhưng lại bị giáo viên chỉ trích không đáng một xu nói rằng cô ấy thiếu đi yếu tố cơ bản nhất của tin tức đó là tính chân thực tưởng quyên quyên tỏ vẻ không hài lòng trong khi tiêu thố vội vàng an ủi cô ấy sau giờ học một thành viên của hội sinh viên tên là giang hồ đến anh ấy yêu cầu giáo viên giúp quảng cáo nói rằng cần một sinh viên giúp chụp ảnh và viết bài cho diễn đàn tâm lý tưởng quyên quyên biết người này Cô ấy nói với Tiêu Thố rằng Giang Hồ vừa đẹp trai vừa có năng lực, được nhiều nữ sinh yêu mến. Tiêu Thố nghe tin này rất là ngạc nhiên, trong lúc đang ăn bánh bao thì làm bẩn tay. Cô giơ tay lên để tưởng Quyên Quyên lấy giấy cho mình nhưng không may lại được Giang Hồ chọn, cô mơ hồ gia nhập diễn đàn tâm lý của trường. Đột nhiên trong trường lan truyền tin đồn về Lăng Siêu, mạo nhận rằng Lăng Siêu chỉ là một kẻ lang nhăng, mặt ngoài tỏ ra rất quan tâm đến bạn gái nhưng sau lưng lại không ngừng thay đổi bạn gái. Còn có người phản hồi rằng tình hình là thực sự, bởi vì bản thân là bạn học tiểu học của Lăng Siêu. Các bạn cùng phòng của Lăng Siêu sau khi thấy tin này rất tức giận, đều dự định tìm ra kẻ đứng sau. Tiêu Thố, người hiểu rõ Lăng Siêu, dĩ nhiên không tin đó là sự thật. Bạo lực mạng đôi khi cũng có thể khiến một người sụp đổ, Tiêu Thố lo lắng cho Lăng Siêu sẽ không chịu nổi sự quấy rối, vì thế đã lập tức chạy ra ngoài hẹn Lăng Siêu ra ngoài. Hai người đến thư viện, Tiêu Thố muốn sử dụng cách này để chuyển hướng sự chú ý của Lăng Siêu, và cứ mỗi khi điện thoại của Lăng Siêu có tiếng động Tiêu Thố lập tức tìm cớ để không cho anh ta kiểm tra. Lăng Siêu nhận ra Tiêu Thố đang bảo vệ mình, anh cười và nói với Tiêu Thố rằng mình đã thiết lập chế độ không làm phiền, tin nhắn và cuộc gọi từ người lạ không thể vào được, khiến Tiêu Thố mới yên tâm. Khi hai người rời khỏi thư viện, họ gặp Giang Hồ, một người rất quan tâm và nhiệt tình chào hỏi Tiêu Thố. Tiêu Thố giới thiệu Lăng Siêu là em trai mình, nhưng Lăng Siêu không ưa Giang Hồ. Anh kéo Tiêu Thố đi và không quên nói với Giang Hồ rằng họ là anh em không cùng cha mẹ sự xuất hiện của giang hồ khiến lăng siêu cảm thấy có nguy cơ thấy vậy các bạn cùng phòng bắt đầu đưa ra ý kiến để giúp lăng siêu hy vọng anh sớm thành đôi với sư mẫu chu văn vũ người hiểu tiêu thố hơn gợi ý lăng siêu nên tặng những thứ tiêu thố thích chẳng hạn như đóng gói bánh kẹo thành một bó hoa lăng siêu đồng ý với ý tưởng này anh cầm một bó hoa làm từ bánh kẹo tràn đầy hạnh phúc kêu tiêu thố xuống lầu nhưng tiêu thố lại để một sỏ từ trên lầu xuống bảo lăng siêu chỉ cần đặt đồ vào đó khiến lăng siêu cảm thấy rất thất vọng Tất cả công sức của mình đều uổng phí. Tôn Thế Ba đưa ra ý tưởng sử dụng bộ bài để bày tỏ tình cảm, sau đó giúp Lăng Siêu luyện tập. Sau khi Lăng Siêu luyện tập thành thạo, anh đã hẹn Tiêu Thố để thực hành. Khi anh ta lấy ra bộ bài và như làm ảo thuật, sắp xếp chúng trên bàn theo trình tự 5211314, người có chút kiến thức cơ bản cũng có thể hiểu được ý định của anh, nhưng Tiêu Thố lại là người làm hỏng bầu không khí, cô ta nói rằng kỹ năng chơi bài của Lăng Siêu còn không bằng mình, sau đó tự tay thể hiện một lượt, khiến Lăng Siêu rất là bất ngôn kế hoạch này lại kết thúc bằng thất bại các bạn cùng phòng một chút cũng cảm thấy bí ý tưởng họ nghĩ đến việc sử dụng mã lang siêu rất đồng tình với ý tưởng này anh tự mình thực hiện tất nhiên cần sự phối hợp của tưởng quyên quyên vào ngày sinh nhật của tiêu thố tưởng quyên quyên tìm cớ dẫn tiêu thố đến trước tòa nhà giảng đường chỉ thấy màn hình lớn bắt đầu đếm ngược sau đó xuất hiện bốn chữ chúc mừng sinh nhật tiêu thố không biết mình chính là nhân vật chính cho đến khi ánh sáng bật lên lang siêu đi tới trước mặt cô với vẻ ngoài điềm đạm dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người Lăng Siêu đã chúc mừng sinh nhật và tặng cô một chiếc máy ảnh làm quà sinh nhật, khiến Tiêu Thố rất cảm động. Sau khi trở về ký túc xá, Tiêu Thố suy ngẫm về hành động của Lăng Siêu những ngày qua, cô cảm thấy anh dường như đã có tình cảm đặc biệt với mình. Cô đã viết xuống cảm xúc của mình, sau đó đăng ẩn danh lên diễn đàn của trường, nhờ mọi người phân tích giúp cô nên đối mặt với loại tình cảm này như thế nào. Lời tỏ tình của Lăng Siêu vào ngày sinh nhật Tiêu Thố đã khiến cô cảm động sâu sắc. Ban đầu, anh ấy nghĩ rằng Tiêu Thố sẽ như những cô gái khác bắt đầu một hành trình tình yêu mới với mình. Nhưng Lăng Siêu phát hiện ra rằng Tiêu Thố tránh mặt anh, không nhận điện thoại và không trả lời WeChat, giống như cô đã biến mất khỏi cuộc sống này. Điều này khiến Lăng Siêu cảm thấy rất bất an, thậm chí anh còn tự hỏi liệu Tiêu Thố có phải không thích mình hay không, nếu không tại sao cô lại tránh mặt anh? Lăng Siêu thiếu vắng sự đồng hành của cha từ khi còn nhỏ, và người xuất hiện nhiều nhất bên cạnh anh chính là Tiêu Thố. Anh biết rằng sự đồng hành có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với tình cảm của một người. Vì vậy anh chọn sự đồng hành làm phương tiện để tiếp cận. Lăng Siêu đến thư viện từ 6 giờ sáng để giữ chỗ, để khi Tiêu Thố đến sẽ có chỗ ngồi, nhưng vì quá mệt mỏi, anh đã ngủ thiếp đi. Tiêu Thố thấy Lăng Siêu ngủ, bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn, cảm thấy anh vẫn rất đẹp trai, tự hỏi tại sao mình trước đây không chú ý đến điều này. Khi Tiêu Thố đang chăm chú nhìn, một nữ sinh khác cũng dùng máy ảnh chụp lại tư thế ngủ của Lăng Siêu. Về phòng, Tưởng Quyên Quyên hào hứng chỉ cho Tiêu Thố xem bài viết về Lăng Siêu trên diễn đàn trường. Tiêu Thố ngay lập tức nhận ra rằng có người đã chụp trộm ảnh Lăng Siêu khi anh đang ngủ. Cô không quan tâm đến những bình luận chảy nước miếng của các nữ sinh bên dưới, mà tức giận vì mình rõ ràng cũng trong khung hình mà lại bị cắt ra ngoài. Tiêu Thố kéo Tưởng Quyên Quyên đi mua quà sinh nhật cho Lăng Siêu, nhưng Tưởng Quyên Quyên mệt đến đau lưng chân mỏi và Tiêu Thố vẫn chưa chọn được món quà. Cuối cùng, cô quyết định mua len để đan một chiếc khăn cho Lăng Siêu, Tưởng Quyên Quyên cho rằng ý tưởng này khá hay. Cô chỉ lo lắng liệu với tính cách của Tiêu Thố, cô ấy có thể kiên trì hoàn thành nó hay không hứa linh lung cũng biết lăng siêu sắp đến sinh nhật cô đã thức nhiều đêm để đan một chiếc khăn quàng cổ màu đen cho anh hớn hở đợi lăng siêu ở dưới ký túc xá nam nhưng không ngờ lăng siêu từ chối cô với lý do anh chưa bao giờ đeo khăn quàng hứa linh lung với giọng khóc muốn thuyết phục thêm lần nữa nhưng lăng siêu từ chối rất dứt khoát lý do anh từ chối không phải vì chiếc khăn mà là vì anh đã có người mình thích hứa linh lung lập tức bịt tai lại cô sợ lăng siêu sẽ nói ra tên của tiêu thố cô đã quá quen với trò chơi tự lừa dối mình và lần này cũng không ngoại lệ hứa linh lung trở về phòng và ném chiếc khăn quàng xuống đất sau đó bắt đầu khóc nức nở cô nhắc đến trước mặt tiêu thố rằng lăng siêu thực sự không thích đeo khăn quàng dường như muốn nói cho tiêu thố nghe tiêu thố nhìn chiếc khăn trên đất và chiếc khăn cô định tặng lăng siêu trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ về phương án và cuối cùng cô chụp ảnh chiếc khăn và gửi cho bố tiêu nói rằng đó là món quà cho ông bố tiêu không biết mình là người thay thế cho lăng siêu ngạc nhiên trước sự chín chắn của con gái sau sự việc với chiếc khăn Tiêu Thố bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm của mình với Lăng Siêu, không biết cảm giác thích một người là như thế nào vì cô chưa bao giờ trải qua. Cô thử dùng cách nhảy cầu thang để kiểm tra xem mình có thích Lăng Siêu không, kết quả lại gặp Giang Hồ. Giang Hồ nhận thấy sự bối rối của Tiêu Thố, cô giấu đi danh tính của mình và nói rằng một cô bạn họ của mình đang gặp vấn đề về tình cảm, hỏi Giang Hồ xem những hành động đó có thể chứng minh rằng mình thích người kia không. Giang Hồ có kinh nghiệm, anh biết rằng những biểu hiện mà Tiêu Thố mô tả đủ để chứng minh cô gái đó thích chàng trai kia nhưng anh lại nghĩ đó là tiêu thố cố tình tỏ tình với mình sau khi nghe lời khuyên từ giang hồ tiêu thố cuối cùng nhận ra rằng mình thực sự đã phải lòng lăng siêu chỉ là cô không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình đến ngày sinh nhật của lăng siêu giả tư văn chuẩn bị quà sinh nhật thay mặt cho tưởng quyên quyên nhưng tiêu thố lại không mang theo bất cứ thứ gì bạn cùng phòng của lăng siêu muốn xem quà sinh nhật từ tiêu thố nhưng tiêu thố thẳng thắn nói rằng cô không chuẩn bị gì cả lăng siêu giúp tiêu thố giải quyết tình huống và tưởng quyên quyên cũng hỗ trợ nói rằng tiêu thố đã mất nhiều thời gian để đan một chiếc khăn quàng cổ nhưng sau khi nghe nói lăng siêu không thích đeo thì đã chuyển tặng cho bố của tiêu thố lăng siêu nghe xong rất phấn khích lập tức biểu lộ rằng việc anh trước đây không thích đeo không có nghĩa là sau này cũng vậy ý muốn nói rằng quan trọng là xem ai là người tặng tưởng quyên quyên khuyên tiêu thố nên dẫn lăng siêu đi dạo quanh trung tâm thương mại gần đó và nhân tiện mua một món quà sinh nhật tiêu thố hiểu được ý định của lăng siêu tâm trạng trở nên thoải mái hơn và cô đề nghị lăng siêu tự do chọn lựa tuy nhiên khi cô thấy giá cả của quần áo, thái độ của cô lập tức thay đổi bởi vì giá của những bộ quần áo này ít nhất là từ 2.000 nhân dân tệ trở lên và tiêu thố không có nhiều tiền. Cô vội vàng kéo Lăng Siêu ra một bên để nhắc nhở anh. Lăng Siêu dường như không mấy quan tâm, vẫn thử chiếc áo sơ mi mà mình đã chọn lúc trước. Tiêu thố lo lắng nhìn theo, cho đến khi nhân viên bán hàng nói rằng chiếc áo sơ mi đó giá chưa đến 200. Tiêu thố mới thở phào nhẹ nhõm và thanh toán, mua chiếc áo sơ mi làm quà sinh nhật cho Lăng Siêu. Mùa hè đã đến, Tiêu Thố và Lăng Siêu cùng nhau đi taxi về nhà. Xuống xe, Tiêu Thố ngay lập tức chạy vào vòng tay của mẹ Lăng, dù là mẹ nuôi nhưng bà đối xử với cô như con gái ruột của mình. Hai mẹ con cùng nhau đi lên lầu, còn Lăng Siêu thì chịu trách nhiệm mang hết hành lý. Mẹ Lăng nhận thấy mối quan hệ giữa Tiêu Thố và Lăng Siêu có vẻ đã tiến triển hơn khi họ trở về lần này, bà quan tâm hơn đến việc liệu hai người có làm rõ mối quan hệ của mình hay không. Vì thế, bà đã kéo bố Lăng sang một bên và hỏi Lăng Siêu một cách nghiêm túc: Lăng Siêu cho biết mình chưa tỏ tình chính thức với Tiêu Thố, tình cảm của anh dành cho cô đã vượt qua mức độ bạn bè. Mẹ Lăng thúc giục anh sớm tỏ tình, dù sao bà cũng đã coi Tiêu Thố như con dâu tương lai. Bố Lăng tự nhiên không có ý kiến và khích lệ Lăng Siêu dũng cảm tỏ tình, nếu cần giúp đỡ, ông sẽ hết lòng hỗ trợ. Lăng Siêu bảo bố mẹ yên tâm, việc như thế anh tự sẽ xử lý được. Trong cuộc trò chuyện trước đó, mẹ Lăng đã nhắc đến Doãn Tử Hàm, chàng trai đầu tiên Tiêu Thố dẫn về nhà, khi ấy bà còn lo lắng không yên sợ doãn tử hàm sẽ nắm lấy cơ hội trước lăng siêu nhìn thời gian lập tức gọi điện cho doãn tử hàm doãn tử hàm mới vừa trở về nước và đang cố gắng chống chọi với sự chênh lệch múi giờ bị lăng siêu làm phiền đến mức không thể ngủ lại được nữa tức giận đến mức nằm trên giường chửi rủa lăng siêu tưởng quyên quyên tham gia buổi gặp mặt fan của thần tượng văn huy với tư cách là một fan hâm mộ cô thấy một số fan cùng nhiệt đuổi theo xe của văn huy cảm thấy hành động này rất thiếu lý trí vì vậy đã lên tiếng ngăn cản và giáo dục họ nói rằng việc theo đuổi ngôi sao cũng cần chú ý đến văn hóa tuy nhiên ý tốt của cô bị hiểu nhầm những người hâm mộ tụ tập lại muốn dạy dỗ cô một bài học vào thời khắc quan trọng có người kéo tay tưởng quyên quyên và giúp cô thoát khỏi vòng vây cô mới nhận ra người đó chính là giả tư văn từ khi tốt nghiệp đến nay đã hơn một năm giả tư văn người không giỏi giao tiếp đã thay đổi rất nhiều anh rất biết ơn tưởng quyên quyên vì ngồi cùng bàn với cô đã giúp tính cách của mình trở nên thoải mái hơn nhiều trong lòng anh cũng đã phát sinh tình cảm yêu mến hai người vừa đi vừa trò chuyện thời tiết trở nên lạnh lẽo giả tư văn lập tức cởi áo khoác của mình cho tưởng quyên quyên mặc chứng minh rằng sự lãng mạn trong thực tế xa hoa hơn nhiều so với trong tiểu thuyết kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua mọi người bắt đầu một học kỳ mới tiêu thố tham gia vào hoạt động của diễn đàn tâm lý học trường sau khi giang hồ sắp xếp công việc cho mọi người anh ta đã dùng cớ kiểm tra bài viết để giữ tiêu thố lại một mình và yêu cầu người khác khóa trái cửa lớp học giang hồ là một kẻ sở khanh điển hình đã sử dụng chiêu trò lừa gạt các cô gái nhỏ không biết bao nhiêu lần. Anh ta luôn cho rằng tiêu thố thầm mến mình nên đã muốn tận dụng cơ hội này để làm điều gì đó. Nhưng điều đó chỉ là mong muốn một phía, tiêu thố thực sự không hề có ý nghĩ khác với anh ta. Thấy vậy, Giang Hồ liền lộ rõ bộ mặt thật, dọa nếu tiêu thố không tuân theo mình, cô sẽ bị trừ điểm trong hoạt động này. Tiêu thố có phần do dự, đúng lúc này, tưởng quyên quyên đến lớp tìm tiêu thố và phát hiện cửa lớp đã bị khóa. Lang siêu và bạn cùng phòng nghe tin tức liền vội vã chạy đến, và đúng khi giang hồ định chạm vào tiêu thố cửa lớp bỗng dưng mở ra lăng siêu cùng bạn bè xuất hiện như những vị thần làm cho trái tim lo lắng của tiêu thố bỗng chốc an tâm lăng siêu dẫn đầu một cú đá xoay đẹp mắt đã đánh ngã giang hồ xuống đất rồi ôm tiêu thố vào lòng trong khoảnh khắc đó tiêu thố đã quên hết mọi lo lắng ánh mắt cô chỉ chứa hình ảnh lăng siêu đẹp trai với cú đá xoay cô biết mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này giang hồ bị đánh một trận mang theo đôi mắt panda đến ký túc xá của lăng siêu để yêu cầu một lời giải thích không chỉ vì Lăng Siêu đã đánh anh ta, mà còn vì Lăng Siêu đã thay thế vị trí của anh ta tham gia cuộc thi tin học. Bạn cùng phòng của Lăng Siêu ngay lập tức đứng ra phản bác, nói rằng vị trí đó vốn dĩ thuộc về Lăng Siêu, rồi họ ném một chồng ảnh lên người Giang Hồ. Tất cả là ảnh anh ta hẹn hò với các cô gái khác nhau, Giang Hồ không thể nói gì và chỉ có thể rời đi trong bực bội. Lăng Siêu chuẩn bị đến một thành phố khác tham gia cuộc thi, anh có chút không nỡ rời xa Tiêu Thố, nên đã chạy đến hỏi cô có muốn cùng anh tham gia cuộc thi hay không điều này có nghĩa là hai người sẽ có một chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm tiêu thố cũng rất mong đợi mặt đỏ bừng đồng ý khi nghe nói tiêu thố sẽ cùng lăng siêu tham gia cuộc thi lửa dục vọng của bạn cùng phòng bắt đầu bùng cháy họ còn nhét đầy đồ trang điểm và các thứ khác vào vali của tiêu thố tưởng quyên quyên thậm chí còn đóng góp cả đồ lót mới mua của mình dường như muốn đẩy tiêu thố vào thiên đường tình ái khi đến thành phố mới mọi thứ đều tràn ngập sự mới mẻ để có thể dành thời gian riêng tư với tiêu thố lăng siêu hoàn toàn bỏ qua tôn thế ba người cùng tham gia cuộc thi và dẫn tiêu thố đi chơi ở chợ đêm. Anh biết rằng ẩm thực là điều mà tiêu thố không thể cưỡng lại được. Đúng như dự đoán, tiêu thố bị thức ăn ở chợ đêm làm cho mê mẩn, kéo lăng siêu đi ăn từ này sang nọ. Lăng siêu chỉ có thể theo sau cô để dọn dẹp những mảnh vụn trên miệng cô, không khí giữa hai người trở nên có phần mờ ám. Sau khi trở về khách sạn, tiêu thố khi thay đồ đã nhìn thấy bộ đồ lót gợi cảm mà tưởng quyên quyên cố tình nhét cho cô. Đó là loại đồ lót với độ gợi cảm mà cô không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, Lăng Siêu đến gõ cửa, khiến Tiêu Thố hoảng sợ vội vàng giấu bộ đồ lót dưới chăn, sợ hãi Lăng Siêu sẽ nhìn thấy. May mắn thay, Lăng Siêu chỉ đến phòng của cô để mượn ấm đun nước, dĩ nhiên đây cũng là cớ để Lăng Siêu tiếp cận Tiêu Thố. Hai người bắt đầu trò chuyện, Lăng Siêu đã nhân cơ hội để tỏ tình với Tiêu Thố, nói rằng từ nhỏ họ đã là bạn thân, cùng nhau lớn lên, biết hết quá khứ đen tối của nhau và có thể chấp nhận lẫn nhau, ở bên nhau chính là điều phù hợp nhất. Tiêu Thố không ngờ Lăng Siêu sẽ tỏ tình trong hoàn cảnh như vậy nhưng cũng không làm hỏng không khí cô giả vờ kêu ca bảo mọi chuyện hãy chờ đến khi anh đạt giải nhất cuộc thi đã rõ ràng đây cũng chỉ là cái cớ trái tim cô đã sớm chấp nhận lang siêu lang siêu đã đạt giải nhất như mong muốn và mối quan hệ của anh và tiêu thố cũng chính thức được xác định tưởng quyên quyên chân thành cảm thấy vui mừng cho tiêu thố lang siêu muốn mời tiêu thố đi ăn nhưng tiêu thố kiên quyết kéo tưởng quyên quyên đi cùng thấy vậy lang siêu liền mời chu văn vũ qua wechat để không khí bữa ăn không quá ngượng ngùng trong bữa ăn tưởng quyên quyên nhận thấy mối quan hệ giữa tiêu thố và lăng siêu có gì đó không ổn không giống như cách mà các cặp đôi thường thể hiện thiếu sự ngọt ngào trong tương tác tiêu thố không quan tâm nhưng tưởng quyên quyên vẫn kiên trì với quan điểm của mình và yêu cầu chu văn vũ hợp tác biểu diễn một màn tình cảm giữa các cặp đôi như việc bạn trai tự tay bóc tôm cho bạn gái hoặc bạn gái giả vờ không mở nổi nắp chai để bạn trai thể hiện sức mạnh tưởng quyên quyên nhập tâm vào vai diễn biểu diễn một cách điệu đà khiến tiêu thố phát ớn lang siêu nhận thấy vẻ mặt nghi ngờ của tiêu thố về mình nên đã đứng ra vạch trần tưởng quyên quyên và chu văn vũ chỉ là những người độc thân trên giấy mà thôi không qua một trận chiến thực sự nào cả ngày hôm sau tưởng quyên quyên và tiêu thố thấy nhiều cô gái trong trường mặc váy cố tình phô diễn vẻ đẹp của mình trước mọi người tưởng quyên quyên nhắc nhở tiêu thố cũng nên học hỏi một chút tiêu thố nhìn bộ đồ dài của mình cô luôn ăn mặc giản dị thật sự có vẻ như có gì đó không ổn tiêu thố quyết định thay đổi hình ảnh của mình mang lại cho lăng siêu một làn gió mới trong mối quan hệ tình yêu trong buổi hẹn với lăng siêu cô đã mặc váy và trang điểm cẩn thận nhận được lời khen từ lăng siêu khiến tâm trạng của tiêu thố vui vẻ hơn nhiều lăng siêu biết rằng sự thay đổi của tiêu thố là để phù hợp với anh cô cố gắng biến mình thành một hình mẫu cô gái dịu dàng lăng siêu tìm cơ hội nói với tiêu thố rằng anh thích tiêu thố thật sự nên cô không cần phải thay đổi gì cả là chính mình mới là quan trọng nhất tiêu thố hiểu ý của lăng siêu cô nói mình rất may mắn khi người bạn trai đầu tiên lại là bạn thân từ nhỏ lăng siêu nghe vậy liền hỏi có phải cô muốn có bạn trai thứ hai không Tiêu Thố vội vàng xin lỗi, nói chỉ là lỡ lời mà thôi. Một ngày khác, Lăng Siêu muốn mời Tiêu Thố đi ăn tối cùng, nhưng Tiêu Thố lưỡng lự nói rằng mình đã có hẹn, lại còn nói là với một người đàn ông, khiến Lăng Siêu cảm thấy lo lắng, sợ mất đi vị trí bạn trai của mình. Cho đến khi Giả Tư Văn xuất hiện trước mặt Tưởng Quyên Quyên để tỏ tình, Tiêu Thố hóa ra chỉ là người mai mối, Lăng Siêu mới nhận ra mình lo lắng quá mức là không cần thiết. Khi đến mùa nghỉ, Tiêu Thố và Lăng Siêu cùng nhau về nhà. Tiêu Thố nhắc nhở Lăng Siêu không nên tiết lộ chuyện hai người yêu nhau, cô lo lắng bố Tiêu sẽ phản đối việc này. Thấy rằng nên để lộ chuyện muộn một chút càng tốt, dù sao cũng là càng trốn được một ngày là một ngày. Điều cô không ngờ đến là bố Lăng, mẹ Lăng và mẹ Tiêu đã biết chuyện của họ, chỉ có bố Tiêu vẫn không hay biết gì. Sau khi giả tư văn trở về, anh đã vội vàng hẹn gặp tưởng Quyên Quyên. Họ đến nơi giả tư văn từng cắm trại, anh kể cho tưởng Quyên Quyên nghe về cảm giác của mình lúc đó, không cần phải nói đến việc bị mũi đốt, nhưng nhớ về cô có thể làm giảm bớt nhiều nỗi đau. Trước lời tỏ tình của giả tư văn, tưởng quyên quyên cảm thấy ngượng ngùng, cô bỗng nhận ra giả tư văn trước kia lúng túng giờ trở nên điển trai. liền nổi ghen, hỏi giả tư văn có phải là được nhiều cô gái ở trường thích không? Giả tư văn đã sẵn sàng cho câu hỏi dễ dàng này, nói rằng trong lòng anh đã có một người, không còn chỗ cho ai khác nữa, tưởng quyên quyên rất hài lòng với câu trả lời này. Lăng siêu và tiêu thố đi dạo cũng phải tránh mặt hàng xóm, Lăng siêu cảm thấy rất khó chịu với tình hình này nên đã thảo luận với tiêu thố về việc công khai mối quan hệ của họ như vậy họ không cần phải lén lút nữa nhưng tiêu thố vẫn lo lắng sẽ làm bố cô không vui cô quyết định cứ để việc này lùi lại một thời gian mẹ lăng đã kể cho mẹ tiêu về mối quan hệ tình cảm của họ và còn khích lệ bố lăng kéo bố tiêu đi chơi đánh bài để tạo cơ hội cho lăng siêu và tiêu thố có không gian riêng tư nhưng việc chơi bài không phải là giải pháp tốt nhất mẹ lăng cho biết bà đã nghĩ ra một kế hoạch khác cả hai vợ chồng đi du lịch bất ngờ có thể giải quyết vấn đề này một cách tốt đẹp khi lăng siêu và tiêu thố trở về từ buổi hẹn họ vừa lúc gặp bố lăng và bố tiêu đang chơi đánh bài và cả hai liên tiếp xuất hiện lăng siêu quyết định không giữ tay chân dùng hết sức lực với tiêu thố khiến cho cả bố lăng cũng nghi ngờ liệu hai người có thực sự đang hẹn hò bố tiêu được kéo đi du lịch lo lắng tiêu thố một mình ở nhà sẽ không thích nghi được nhưng lại không thể từ chối mẹ tiêu cuối cùng đành đi theo họ lăng siêu thấy đây là cơ hội để tăng cường mối quan hệ với tiêu thố và đã lập kế hoạch cho buổi hẹn hò hy vọng tận dụng tốt khoảng thời gian riêng tư này Tuy nhiên, kế hoạch của anh bị gián đoạn bởi nhiều sự kiện không ngờ tới. Đầu tiên là cô em họ của Tiêu Thố đến thăm và muốn được dẫn đi mua sắm, sau đó là bạn đại học của cô gái qua. Khi cuối cùng có cơ hội, Tiêu Thố lại nói rằng Tưởng Quyên Quyên đã hẹn cô và các bạn gái khác đi xem phim. Tuy nhiên, khi đến dạp phim, Tiêu Thố mới nhận ra Tưởng Quyên Quyên cũng mang theo giả tư văn, hiểu nhầm ý của Tưởng Quyên Quyên, khiến Lăng Siêu trở thành nạn nhân của một cuộc hẹn hò. Sau khi xem phim, Tiêu Thố vội vã quay về giải thích với Lăng Siêu, không ngờ lăng siêu lại trở nên tổn thương và phản ứng trước cáo buộc tiêu thố chưa bao giờ coi anh là một phần của mình và cần phải xem xét lại mối quan hệ của họ tiêu thố không ngờ anh phản ứng mạnh mẽ đến thế cũng nổi giận đề nghị cả hai nên suy nghĩ kỹ lưỡng mặc dù cả hai đều nói ra những lời nặng nề nhưng sau khi trở về nhà họ đều hối hận đặc biệt là lăng siêu cảm thấy mình như một người đàn ông đã quá nhỏ nhen anh suy nghĩ kỹ và quyết định đến nhà tiêu thố xin lỗi mặt khác tiêu thố cũng cảm thấy mình đã làm quá cô chuẩn bị tìm lăng siêu để thừa nhận lỗi lầm khi cô mở cửa ra bất ngờ thấy lăng siêu đứng ngay trước cửa tiêu thố mời lăng siêu vào nhà cả hai cùng xin lỗi nhau và nhanh chóng làm lành lăng siêu ôm và hôn tiêu thố không ngờ rằng tình huống khó xử lại xảy ra bố tiêu vì lo lắng cho con gái ở nhà một mình mà không còn tâm trí đi chơi vội vàng yêu cầu bố lăng lái xe về nhà khi ông mở cửa ra liên chứng kiến cảnh lăng siêu và tiêu thố đang thân mật trên ghế sofa khiến bố tiêu càng thêm tức giận bố tiêu chứng kiến con gái mình và lăng siêu đang thân mật với nhau suýt nữa đã tức giận đến mức phát điên trong mắt ông mặc dù lăng siêu ở mọi mặt đều rất xuất sắc nhưng không phải là lựa chọn số một cho con rể của mình lý do chính là vì lăng siêu quá thông minh ông lo lắng con gái mình sẽ bị lăng siêu lừa dối lăng siêu đã nhiều lần khẳng định với bố tiêu rằng anh sẽ luôn tốt với tiêu thố suốt đời nhưng những lời hứa này rõ ràng không làm bố tiêu thay đổi suy nghĩ tuy nhiên mẹ tiêu và vợ chồng nhà lăng đều rất chấp nhận mối quan hệ này và con gái họ cũng rất yêu mến Lăng Siêu, bố Tiêu không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén sự không vui của mình. Kỳ nghỉ trong vánh qua đi, học kỳ mới bắt đầu. Tưởng Quyên Quyên kéo Tiêu Thố tham gia buổi giao lưu do khoa tin học tổ chức, không phải vì cô muốn nghe về kiến thức công nghệ tiên tiến, mà vì nghe nói người chủ trì là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành, quan trọng hơn là anh ta rất đẹp trai, diễn đàn trường đã đăng trước ảnh đẹp của anh ta. Tiêu Thố vì đã có Lăng Siêu nên không còn quan tâm đến chuyện này, nhưng vì Tưởng Quyên Quyên, cô cũng đành phải đi cùng điều bất ngờ là người chủ trì buổi này chính là thần tượng tinh thần của cô diệp tuấn và hứa linh lung cảm thấy rất tự hào cuối cùng cũng có dịp lấy lại thể diện tối hôm đó tưởng quyên quyên đã mơ thấy giả tư văn đến thăm cô và mang theo bữa sáng sự ấm áp của cảnh tượng khiến tưởng quyên quyên chìm đắm trong giấc mơ và chỉ khi tỉnh dậy cô mới nhận ra mình chỉ đang mơ sau khi xuống lầu tưởng quyên quyên vẫn đắm chìm trong giấc mơ đó cô nhìn thấy mỗi chàng trai bên cạnh đều trở thành hình ảnh của giả tư văn sau khi tỉnh táo lại cô cho rằng mình đã bị ám nhưng khi thực sự thấy giả tư văn xuất hiện trước mặt cô lại cảm thấy không thật và quay người muốn rời đi giả tư văn không hiểu chuyện gì chạy theo hỏi may mắn là tiêu thố kịp thời xuất hiện tưởng quyên quyên mới nhận ra giả tư văn thật sự đã đến cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh và bật khóc tưởng quyên quyên và giả tư văn vui vẻ ăn một bữa tiệc lớn trên đường về tưởng quyên quyên bất ngờ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của giả tư văn biết anh thường xuyên tập thể dục và nhìn thấy cơ bụng sáu múi của anh tưởng quyên quyên mới yên tâm hai người tình cờ đi qua một khách sạn Giả Tư Văn nói đây chính là nơi, Tưởng Quyên Quyên tưởng anh muốn dẫn cô vào khách sạn, lập tức cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng mong đợi. Không ngờ Giả Tư Văn chỉ muốn tận dụng ánh sáng ở đây để chụp ảnh kỷ niệm, vì anh sẽ phải quay trở về ngay sau đó, ngày mai anh sẽ cùng giáo sư làm dự án nghiên cứu tiếp theo. Dù Tưởng Quyên Quyên không muốn xa anh, nhưng cũng không muốn cản trở việc học của anh, chỉ có thể giấu nỗi nhớ vào trong lòng. Trong quá trình hoàn thành đề tài do giáo viên giao, Tiêu Thố vô tình ghi lại được một đoạn video. Đoạn video này chứng minh được một học sinh trường Đại học Kỹ thuật Vân Hải không có tội trong vụ va chạm giao thông. Sau khi biết được sự thật, Tiêu Thố lập tức thay đổi nội dung đề tài của mình và nhận được lời khen ngợi từ giáo viên. Đồng thời, với sự giúp đỡ của giáo viên, nhiều sinh viên đã chia sẻ bài viết của Tiêu Thố, giúp Châu Tinh Vũ thoát khỏi oan khuất trong vụ va chạm. Châu Tinh Vũ đến trường để bày tỏ lòng biết ơn với Tiêu Thố, ngay sau đó anh đã phải lòng cô gái tốt bụng này và bắt đầu một cuộc theo đuổi điên cuồng tiêu thố đã kể cho châu tinh vũ biết rằng cô đã có bạn trai nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ biết tiêu thố thích trà sữa anh mua hết tất cả các hương vị của tiệm trà sữa gửi cho tiêu thố tiêu thố tưởng rằng anh chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn nhưng vào buổi tối hành động theo đuổi của châu tinh vũ đã lên một tầm cao mới anh ta đã sử dụng nến để tạo hình con thỏ dưới lầu ký túc xá nữ và còn làm một chiếc mũ bảo hiểm hình thỏ để tặng cho tiêu thố nói rằng chỗ ngồi sau xe máy của anh dành riêng cho tiêu thố đối diện với lời tỏ tình của châu tinh vũ Tiêu Thố đã từ chối thẳng thừng, cô còn tức giận nhắc nhở anh đã vượt quá giới hạn. Mặc dù Tiêu Thố đã từ chối lời tỏ tình của Châu Tinh Vũ một cách rõ ràng, nhưng Châu Tinh Vũ không chịu bỏ cuộc. Anh ta đã đăng tải nhiều ảnh về Tiêu Thố trên vòng bạn bè của mình, khiến bạn cùng phòng của Lăng Siêu rất tức giận. Vì Tiêu Thố đã được coi là sư mẫu không thể dễ dàng để người khác chạm vào, nhưng mọi người lại không nghĩ ra được cách ứng phó nào tốt. Khi Lăng Siêu đến tìm Tiêu Thố, anh vô tình thấy Châu Tinh Vũ đang làm phiền Tiêu Thố, anh liền tiến lên kéo Tiêu Thố chuẩn bị rời đi không ngờ châu tinh vũ lại theo sau anh ta chế nhạo lăng siêu nói rằng người học về máy tính thường sẽ hói đầu sớm khiến tiêu thố vội vàng kiểm tra mái tóc của lăng siêu châu tinh vũ còn nói lăng siêu không xứng với tiêu thố và mối quan hệ của họ không chắc chắn thậm chí không có vật chứng nào cho mối quan hệ của họ sau đó anh ta khoe chiếc vòng đỏ trên cổ tay mình nói rằng đó là vật lấy được từ tiêu thố và coi nó như bảo vật lăng siêu cảm thấy rất buồn cười nên quyết định kéo tiêu thố rời đi bạn cùng phòng của lăng siêu bắt đầu bất bình thay mặt lăng siêu ba người tụ họp lại để bàn luận kế hoạch đối phó với Châu Tình Vũ. Coi anh ta như kẻ thứ ba không biết xấu hổ, dù biết tiêu thố đã có bạn trai vẫn cố tình xen vào. Lang siêu không mấy quan tâm đến kế hoạch mà ba người nghĩ ra, bởi vì trong lòng anh đã có cách đối phó riêng. Vào cuối tuần, Lang siêu mời tiêu thố đi cùng mình đến cửa hàng nội thất, tiêu thố không mấy hào hứng như khi nghe nói kem ở đó ngon. Cô lập tức đồng ý, tiêu thố đã bày tỏ ý kiến của mình về một số món đồ nội thất và Lang siêu đều ghi nhớ kỹ lưỡng. Họ còn chụp ảnh thân mật với nhau và sau đó Lăng Siêu đã đăng những bức ảnh này lên WeChat của mình. Tiêu Thố nhận được cuộc gọi từ bố, ông trách cô vì không nghe lời khuyên của mình, khiến cô hơi bối rối. Sau khi trở về ký túc xá, Tưởng Quyên Quyên đã truy vấn vì sao một việc lớn như thế mà không nói với cô, Tiêu Thố mới biết là Lăng Siêu đã công khai mối quan hệ của họ trên WeChat. Cô hiểu tại sao bố mình lại tức giận và cũng tức giận khi biết mình bị Lăng Siêu chặn trên WeChat, chỉ vì anh ta đã nói một đằng làm một nẻo, không nên chặn cô. Lăng Siêu lo lắng rằng Tiêu Thố sẽ tức giận khi biết chuyện này, nhưng anh đã có sẵn kế hoạch đối phó. Anh đã dẫn Tiêu Thố đến một căn nhà mới, đây là căn nhà mà anh vừa mới mua được nhờ vào số tiền kiếm được từ việc bán phần mềm cổ tích dành cho các cặp đôi và sự tài trợ từ gia đình. Căn nhà này được trang trí với các món đồ nội thất mà Tiêu Thố đã thích khi họ cùng nhau đi mua sắm tại cửa hàng nội thất. Lăng Siêu cho biết, Tiêu Thố cũng sắp tốt nghiệp, họ có thể bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Căn nhà mới rất gần với đài truyền hình, thuận tiện cho việc Tiêu Thố thực tập. Thấy được những nỗ lực của Lăng Siêu dành cho mình, Tiêu Thố không còn trách móc chuyện bị chặn trên WeChat nữa. Họ ôm nhau trong ánh sáng lãng mạn, Tiêu Thố cố ý chụp ảnh và gửi cho Châu Tinh Vũ, cuối cùng đã xóa bỏ được sự kiên trì của anh. Dự án nghiên cứu mà Giả Tư Văn tham gia yêu cầu phải vào rừng, nhưng ở đó lại không có tín hiệu điện thoại. Giả Tư Văn không thể liên lạc được với Tưởng Quyên Quyên và trở nên rất sốt ruột. Ngày sinh nhật của Tưởng Quyên Quyên đến, cô không thể liên lạc được với Giả Tư Văn. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi họ xác định mối quan hệ và điều cô mong muốn nhất chính là lời chúc và quà từ bạn trai, nhưng giả tư văn như đã biến mất khỏi thế gian. Để mang lại một sinh nhật vui vẻ cho tưởng quyên quyên, Lang Siêu và Tiêu Thố đã chuẩn bị một bữa tiệc tối thịnh soạn tại căn nhà mới và mời bạn bè của Lang Siêu đến cùng chung vui. Dù không khí rất náo nhiệt, nhưng việc không có tin tức từ giả tư văn khiến tưởng quyên quyên rất buồn bã. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ đến một bài hát, hạnh phúc khi chia tay. Mặc dù tưởng quyên quyên mong chờ, nhưng cuối cùng cô không nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ giả tư văn trái tim cô đã kết thúc mối quan hệ này nhưng sau khi đã yêu nhau lâu như vậy đòn dáng này cũng thực sự nặng nề khiến tâm trạng và tình hình của cô trở nên rất tồi tệ may mắn thay cô có tiêu thố người bạn thân tốt bụng bên cạnh để giúp tưởng quyên quyên vượt qua nỗi đau này cô thậm chí đã bỏ qua việc dành thời gian cho lang siêu tập trung toàn bộ năng lượng vào việc hỗ trợ tưởng quyên quyên cuối cùng giúp cô bạn thoát khỏi giai đoạn u ám trong cuộc đời và bắt đầu một cuộc sống mới 20 tháng sau tiêu thố và tưởng quyên quyên bắt đầu thực tập theo dự định Thực tập của Tưởng Quyên Quyên diễn ra khá thuận lợi, chỉ có Tiêu Thố lại gặp phải một đối thủ mạnh mẽ. Cùng thực tập tại đài truyền hình, Tiêu Thố dường như trở thành trợ lý cho người này tên là Vivian, người quản lý của họ. Chị Tiểu Quân cũng có thái độ khác biệt đối với hai người, khiến Tiêu Thố không dám phản đối. Mặc dù mọi người đều thân thiện với Tiêu Thố và bất bình thay mặt cô, nhưng quyền lực lại nằm trong tay của một số ít, họ chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm. Sau khi tốt nghiệp, Lăng Siêu đến làm việc tại công ty của Diệp Tuấn, anh đã đưa ra hai điều kiện từ trước. Thứ nhất là anh muốn đưa bạn cùng phòng của mình gia nhập đội ngũ, và thứ hai là Diệp Tuấn phải giữ khoảng cách với Tiêu Thố, Diệp Tuấn đã đồng ý với cả hai yêu cầu. Lần này, công ty của họ vừa mới hợp tác với công ty của Giả Tư Văn, hai người đã lâu không gặp, tự nhiên cảm thấy rất thân mật. Lăng Siêu yêu cầu Chu Văn Vũ đặt một nhà hàng dành cho các cặp đôi, Chu Văn Vũ với cái miệng lớn của mình tưởng rằng Lăng Siêu có hẹn với Tiêu Thố, nên đã tiết lộ thông tin này cho Tiêu Thố trước. Tiêu Thố vui mừng chờ đợi Lăng Siêu sau giờ làm việc, nhưng không ngờ người Lăng Siêu hẹn không phải là cô khi nghe nói lăng siêu có buổi tiệc tối tiêu thố quan tâm hỏi là nam hay nữ đi đến nhà hàng dành cho cặp đôi mà nếu là hai người đàn ông thì thật sự hơi kỳ lạ như lăng siêu cố tình nói rằng đối phương là một cô gái khiến trái tim tiêu thố căng thẳng ngay lập tức sau giờ làm việc tiêu thố đến căn nhà mới của lăng siêu và chỉ thấy mỗi lão sa ở đó cô tỏ ra đầy uy quyền như một bà chủ ép lão sa tiết lộ những hoạt động gần đây của lăng siêu liệu anh có tiếp xúc với phụ nữ khác hay không và tối nay anh đang hẹn ai nhưng lão xa không biết gì cả, lắp bắp không nói nên lời. Tiêu thố quyết định chờ ở căn nhà mới, muốn xem lăng siêu cuối cùng đang làm gì và không bao lâu sau lăng siêu cùng giả tư văn đến. Tiêu thố mới hiểu ra rằng lăng siêu thực sự đã cùng giả tư văn thưởng thức một bữa ăn dành cho cặp đôi. Khi thấy giả tư văn, tiêu thố liền nhớ đến người bạn thân tưởng quyên quyên. Cô lập tức truy vấn giả tư văn về việc anh sao có thể bỏ lỡ sinh nhật của tưởng quyên quyên, sau đó tại sao lại chia tay với cô ấy giả tư văn giải thích rằng không có tín hiệu di động nào trong núi cả và anh biết công việc của mình đồng nghĩa với việc sẽ có ít thời gian bên nhau hơn anh không thể mang lại cảm giác an toàn cho tưởng quyên quyên để không ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy anh đã quyết định chấp nhận yêu cầu chia tay từ tưởng quyên quyên sau khi hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của giả tư văn tiêu thố không khỏi cảm thán rằng cả hai người đều giữ nhau trong lòng và luôn đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ nhưng cuối cùng lại dẫn đến một bi kịch tình cảm tiêu thố muốn giúp đỡ họ hàn gắn Cô hỏi giả tư văn rằng điều gì khiến tình yêu xa cảm thấy sợ hãi nhất. Giả tư văn trả lời là cảm giác an toàn, nhưng theo tiêu thố thì câu trả lời là sự giao tiếp. Chính vì thiếu sự giao tiếp đủ mức đã dẫn đến kết quả như vậy, nếu họ giao tiếp sớm hơn thì dù xa cách cũng không thể ngăn cản được tình cảm của hai người. Giả tư văn sau khi suy nghĩ kỹ đã quyết định sẽ nỗ lực một lần nữa cho mối quan hệ này để không để lại tiếc nuối trong cuộc đời mình. Sau khi giả tư văn rời đi, Lăng Siêu dùng lý do ký túc xá đã đóng cửa để giữ tiêu thố ở lại căn nhà mới qua đêm. Tuy nhiên, tiêu thố có phần e ngại, cô cảm thấy mối quan hệ của họ chưa đến mức phát triển đến việc làm chuyện ấy và cố gắng tìm mọi lý do để tránh kế hoạch muốn tiến xa hơn của Lăng Siêu. Lăng Siêu giả vờ như đang đi vào hang hổ, xem tiêu thố thực hiện màn phản kháng đa dạng. Cuối cùng, tiêu thố mới nhận ra rằng Lăng Siêu chỉ đang chơi đùa cô, cô liền nằm lên người Lăng Siêu và bắt đầu đùa giỡn với anh. Hóa ra, Lăng Siêu từng trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ và là bố tiêu đã đưa anh về nhà. Lúc đó, Tiêu Thố cố gắng khiêng Lăng Siêu mà vô tình làm đau anh, Tiêu Thố hỏi liệu chức năng đó của anh có phục hồi chưa, khiến Lăng Siêu xấu hổ và nhắc nhở Tiêu Thố đừng quá kiêu ngạo, nếu không sẽ phải tự chịu hậu quả. Tiêu Thố nhận được cuộc điện thoại từ Hứa Linh Lung, cô ấy đã vô tình ngã từ nơi cao trong lúc tập luyện và bị gãy xương, muốn Tiêu Thố giúp đỡ chăm sóc. Tiêu Thố vội vã xin nghỉ phép để đến bệnh viện, không lâu sau, Tiêu Thố đến bệnh viện, Hứa Linh Lung nói nếu không phải người khác đều bận, cô cũng không gọi Tiêu Thố đến, thực ra trong lòng cô rất biết ơn Tiêu Thố tiêu thố hiểu điều cô ấy đang nghĩ thẳng thắn nói rằng lăng siêu sẽ đến sau một lúc hứa linh lung lập tức đứng dậy từ tiêu thố đòi gương trang điểm để làm đẹp bản thân tiêu thố tò mò hỏi cô ấy tại sao lại quan tâm lăng siêu đến vậy hứa linh lung bày tỏ có lẽ cô thích cảm giác được thích lăng siêu dù biết mình và lăng siêu không có kết quả nhưng mỗi lần cô đều không kiểm soát được cảm xúc muốn tiếp cận anh ấy anh ấy như một tia sáng chiếu rọi cuộc sống của mình hứa linh lung nói nếu sau này tiêu thố và lăng siêu kết hôn cô cũng sẽ gửi lời chúc phúc chân thành nhưng đừng mong cô ấy đưa tiền mừng nghe những lời này tiêu thố hơi cảm động giả tư văn dành thời gian nghỉ của mình để đến đại học vân hải anh đã đến những nơi mà tưởng quyên quyên đã từng video hoặc chụp hình với mình khi còn ở đại học nhớ lại những cuộc trò chuyện với tưởng quyên quyên như thể cô ấy đang ở bên cạnh nói những lời yêu thương dịu dàng tình cảm nhớ nhung càng trở nên sâu đậm giả tư văn quyết định theo đuổi tưởng quyên quyên vì thế anh đã đặc biệt hỏi kinh nghiệm từ lang siêu lang siêu tự hào nói với anh rằng lần này anh đã tìm đúng người sau đó đã dạy cho Giả Tư Văn những cách thức mà bản thân anh và bạn cùng phòng đã sử dụng để theo đuổi Tiêu Thố. Nghe những kế hoạch không mấy đáng tin cậy này, Giả Tư Văn có chút nghi ngờ, không biết Lăng Siêu thực sự đã theo đuổi Tiêu Thố bằng những cách này không. Sau giờ làm, Tiêu Thố bất ngờ phát hiện Lăng Siêu lái xe mới đến đón cô. Lăng Siêu nói rằng anh đã kiếm được một số tiền từ ứng dụng cổ tích độc quyền, Tiêu Thố nhận thấy tâm trạng của anh có phần trầm lắng, biết rằng anh chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó. Lăng Siêu thẳng thắn thừa nhận lần này đã thất bại trong việc đấu thầu Tiêu Thố khích lệ anh phải dũng cảm đối mặt, cuộc sống không thể lúc nào cũng là người chiến thắng, nhưng cần phải với tư thế của người chiến thắng để đối mặt với mọi việc. Lăng Siêu nói anh muốn dẫn Tiêu Thố đi ăn, bởi vì Chu Văn Vũ đã tiết lộ với Tiêu Thố rằng Lang Siêu đã đặt một nhà hàng phương Tây sang trọng vào buổi tối. Tiêu Thố đoán rằng anh có thể sẽ lấy cơ hội này để cầu hôn cô, một dịp như vậy cần phải được coi trọng đúng mức, Tiêu Thố lập tức chạy về nhà để thay một chiếc váy. Trong thời gian dùng bữa, Tiêu Thố đoán Lăng Siêu sẽ giấu nhẫn ở đâu, có thể là trong món bò steak ly rượu vang hoặc chiếc bánh, nhưng cô đã tìm kiếm khắp mọi nơi và không thấy chiếc nhẫn đâu cả. Kết quả, bữa tối ánh nến kết thúc mà Lăng Siêu không có bất kỳ động thái gì, khiến Tiêu Thố không khỏi thất vọng. Trên đường trở về, Tiêu Thố bắt đầu lầm bầm về việc mình không nhận được lời cầu hôn, đó là lúc Lăng Siêu mới nhớ ra biểu hiện của Tiêu Thố trong nhà hàng, hóa ra cô ấy đang mong chờ mình cầu hôn. Vì đã lỡ thời gian đóng cửa ký túc xá, Tiêu Thố đành phải ở lại căn hộ mới qua đêm. Cô đã quen với cuộc sống như vậy và biết Lăng Siêu không làm gì quá giới hạn với mình, Cô bắt đầu bám lấy Lăng Siêu đề nghị anh kể cho mình nghe câu chuyện trước khi đi ngủ. Cô nghĩ anh sẽ kể cho mình nghe câu chuyện cổ tích, nhưng Lăng Siêu lại lấy ra những kiến thức nhỏ về vật lý để chia sẻ với cô, khiến Tiêu Thố hơi thất vọng, nhưng hiệu quả làm cô buồn ngủ thật sự rất tốt, Tiêu Thố nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Tiêu Thố thức dậy và phát hiện ra Lăng Siêu đang ho trong phòng khách, cô lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh, nên đã ra ngoài để kiểm tra và cẩn thận đắp chăn cho anh. Khi cô định trở lại phòng ngủ, Lăng Siêu đã kéo cô lại hóa ra lăng siêu cũng chưa ngủ cả hai đang muốn có những khoảnh khắc âu yếm với nhau nhưng lại bị lão xa người đang đi vệ sinh và bất ngờ phát hiện làm gián đoạn tiêu thố xấu hổ vội vàng chạy trở về phòng còn lăng siêu thì trừng mắt nhìn lão xa với ánh mắt giận dữ lão xa chỉ biết than vãn bất lực với sự giúp đỡ của tiêu thố giả tư văn đã bắt đầu kế hoạch để chinh phục lại tưởng quyên quyên anh ấy đã tạo dựng một bầu không khí lãng mạn sau đó xuất hiện trước mặt tưởng quyên quyên với bó hoa trên tay Tưởng Quyên Quyên không hề muốn nghe lời giải thích của anh ấy và quay lưng chạy đi. Trong tình thế không còn cách nào khác, Giả Tư Văn đã bật lên bài hát yêu thích nhất của họ và ngượng ngùng nhảy điệu nhảy mà Tưởng Quyên Quyên từng nhảy cho anh xem. Tưởng Quyên Quyên cảm nhận được sự chân thành của anh và đã lao vào lòng anh, khóc nức nở. Mặc dù bị Giả Tư Văn chạm đến, nhưng Tưởng Quyên Quyên nhanh chóng trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Tưởng Quyên Quyên đột nhiên quay lưng bỏ đi, Giả Tư Văn hơi bối rối. Anh vội vàng đuổi theo và một lần nữa xin lỗi Tưởng Quyên Quyên, Cô ấy nói rằng mọi chuyện đến quá bất ngờ, cô ấy cần phải suy nghĩ kỹ. Giả Tư Văn thấy có dấu hiệu hòa giải, liền đồng ý ngay lập tức, chỉ cần có thể khiến Tưởng Quyên Quyên thay đổi quyết định, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Thời gian thực tập của Tiêu Thố sắp kết thúc, chị Tiểu Quân gọi Vivian và Tiêu Thố đến, tuyên bố rằng cuối cùng chỉ có thể giữ lại một người trong họ, và việc quyết định sẽ dựa vào sản phẩm của họ để đảm bảo công bằng và công minh. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng cô ấy đã trực tiếp trao cho Vivian những case thành công trước đó. Tiêu Thố không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, vì vậy cô ấy bắt đầu nỗ lực hết mình, từ việc chọn đề tài đến nội dung, cô ấy đều lựa chọn cẩn thận, còn đặc biệt tìm đến Diệp Tuấn để nhờ giúp đỡ. Sử dụng việc phỏng vấn nhân vật ưu tú Diệp Tuấn làm bước đột phá, làm cho chương trình trở nên sống động và đạt được tỷ suất người xem mới cao, để Vivian phía sau. Ban đầu Tiêu Thố nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ chị Tiểu Quân lại thay đổi quyết định, nói rằng chương trình của Vivian được sắp xếp vào thứ năm, còn của Tiêu Thố lại vào thứ bảy việc đánh giá tỷ suất người xem như vậy có phần không công bằng thực tế là đang tạo cơ hội cho vivian mặc dù tiêu thố rất tức giận nhưng cô tin tưởng vào khả năng của mình hơn vivian chỉ khi ở trước mặt lăng siêu cô mới hiện ra vẻ mặt mong manh của mình lăng siêu hiểu hoàn cảnh của cô và đề nghị cô có thể phỏng vấn chính mình như lần trước chương trình đã phỏng vấn diệp tuấn lần này thay đổi thành lăng siêu cơ bản không có gì mới mẻ tiêu thố đang suy nghĩ về những điểm sáng khác tiêu thố tình cờ nghe thấy vivian đang gọi điện cho người khác trong nhà vệ sinh cô ấy dèm pha tiêu thố lần trước thắng cuộc là vì đã phỏng vấn được Diệp Tuấn. Lần này cô ấy sẽ không may mắn như vậy, tiêu thố chỉ là một con cá nhỏ. Lời nói của Vivian đã mang lại cảm hứng cho tiêu thố, trong đầu cô nảy ra hình ảnh của Doãn Tử Hàm. Hiện tại Doãn Tử Hàm đã trở thành ngôi sao mới nổi và đang chuẩn bị mở một buổi hòa nhạc tại Vân Hải. Cô tin rằng anh sẽ không từ chối lời mời của mình. Doãn Tử Hàm vốn rất thích tiêu thố, đối với yêu cầu của cô anh tự nhiên là luôn sẵn lòng sau khi lãnh đạo đài truyền hình đến. Doãn Tử Hàm còn đặc biệt kéo tiêu thố ra, nói rằng việc anh tham gia chương trình này phần lớn là vì tiêu thố giúp cô kiếm được mặt mũi trước mặt lãnh đạo đài kế hoạch này của tiêu thố đã thành công mỹ mãn chương trình vừa phát sóng đã lên hot search vivian đầy ghen tị nói xấu tiêu thố trước mặt đồng nghiệp vu khống cô ấy dùng quy tắc ngầm để đổi lấy cơ hội đồng nghiệp phản bác rằng tiêu thố đã có bạn trai vivian chế giễu bạn trai của cô ấy chắc chắn không đáng để khoe không ngờ ngay sau đó lăng siêu xuất hiện một cách đẹp trai mang quà cho đồng nghiệp với tư cách là bạn trai cảm ơn mọi người đã chăm sóc tiêu thố đồng nghiệp tìm hiểu sơ yếu lý lịch của lăng siêu trên mạng không khỏi dành cho anh nhiều lời khen ngợi bên cạnh đó vivian mất mặt tức giận quay lưng bỏ đi giả tư văn không ngừng tiếp cận và làm hài lòng tưởng quyên quyên tưởng quyên quyên dần dần tha thứ cho anh cô quyết định cho giả tư văn cũng như bản thân mình một cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc hai người đến công viên giải trí tưởng quyên quyên thấy có vài đứa trẻ đang chơi trò chơi bắt cá cô nói với giả tư văn họ sẽ cùng nhau thi đấu bắt cá nếu anh bắt được nhiều cá hơn cô, cô sẽ cho anh cơ hội theo đuổi mình." Giả Tư Văn vô cùng phấn khích, bắt đầu chăm chỉ bắt cá một cách điên cuồng, trong khi đó Tưởng Quyên Quyên cố tình nhường nhịn, đến nỗi cả đứa trẻ bên cạnh cũng nhìn ra được, Tưởng Quyên Quyên chỉ biết than thở rằng bây giờ trẻ con chín chắn quá sớm. Lăng Siêu và Tiêu Thố đã trải qua một đêm ấm áp và lãng mạn tại nhà mới của họ. Sáng hôm sau, Tiêu Thố vẫn còn nằm trên giường lười biếng, nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay đã hẹn Doãn Tử Hàm đến nhà chơi. Lăng Siêu bảo cô Doãn Tử Hàm đã đến từ sớm và còn đang bận rộn trong bếp nữa. Tiêu Thố hơi ngượng ngùng, Doãn Tử Hàm trêu cô rằng cô đã mời anh đến nhà ăn cơm gia đình, kết quả lại là Doãn Tử Hàm phải tự tay nấu nướng. Lăng Siêu nói rằng dù Tiêu Thố có chuẩn bị tiếp đãi anh thì cũng chỉ là đồ ăn mang về từ ngoài, thấy Lăng Siêu lật tẩy mình, Tiêu Thố liền đá một cú, nhưng lại đá trúng chân của Doãn Tử Hàm. Sau bữa ăn, Doãn Tử Hàm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Tiêu Thố ngày xưa. Dù cô chỉ nói vài lời khích lệ nhưng đó lại có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời anh. Tiêu Thố nhớ lại những lời anh nói trong chương trình ghi hình, nghi ngờ Doãn Tử Hàm có tình cảm với mình. Dù trong lòng Doãn Tử Hàm có suy nghĩ như vậy, nhưng anh chỉ có thể tìm lý do để lảng tránh, vì cuối cùng anh và Tiêu Thố chỉ có thể là bạn bè. Khi Tiêu Thố và Lăng Siêu tiễn Doãn Tử Hàm ra cửa, họ bị một paparazzi ẩn nấp chụp lén và đăng ảnh lên mạng. Tiêu Thố tức giận khi thấy ảnh, còn Lăng Siêu thì bức xúc vì sao mình lại bị cắt ra khỏi ảnh. Tiêu Thố ngay lập tức gọi điện cho Doãn Tử Hàm. Doãn Tử Hàm giả vờ như không biết chuyện gì, đồng thời nói với người quản lý rằng sẽ rút tin tức khỏi hot search sau một thời gian. Cuộc đối thoại giữa họ vừa lúc bị Lăng Siêu và Tiêu Thố nghe thấy. Lăng Siêu tức giận cúp điện thoại của Tiêu Thố và sau đó nói với cô rằng từ nay phải tránh xa Doãn Tử Hàm, rõ ràng là đang ghen. Sáng hôm sau, Lăng Siêu bắt đầu chơi một trò đùa, anh nói với Tiêu Thố rằng họ đã kết hôn được 3 năm. Tiêu Thố tin là thật và nói rằng mình chắc chắn đã mất trí nhớ, Lăng Siêu đành phải nói sự thật, nhưng anh cũng có một tin tốt muốn thông báo với tiêu thố nhờ vào sự nỗ lực của lăng siêu cha của tiêu thố cuối cùng đã đồng ý cho họ đính hôn mối quan hệ giữa lăng siêu và tiêu thố lại lên một tầm cao mới họ đã ân ái thành công tiêu thố thức dậy sau đó cảm thấy hơi ngại ngùng lo lắng lăng siêu sẽ ép cô tiếp tục ân ái nhưng thực tế chỉ là sự tưởng tượng một phía của cô vì lăng siêu đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng trong bữa tiệc tùng của các cô gái trong ký túc xá tưởng quyên quyên cũng mang theo giả tư văn anh ta rộng lượng tuyên bố sẽ thanh toán hóa đơn mọi người đều đã tìm được bến đỗ của mình tưởng quyên quyên có chút buồn bã khi nói rằng mình sắp gia nhập vào đội ngũ lưu lạc tại bắc kinh giả tư văn nắm bắt cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình anh sẽ tạo một tổ ấm cho cô ấy ở bắc kinh bữa ăn này khiến tưởng quyên quyên có nhiều cảm xúc cô không biết mình đã uống quá nhiều cô trách giả tư văn tại sao không sớm nói ra sự thật cho mình biết bởi vì cô đã thấy video mà giả tư văn quay trước đó ghi lại lời chúc mừng sinh nhật của anh cho tưởng quyên quyên và những nỗ lực theo đuổi tình yêu này sau khi được tưởng quyên quyên nhắc nhở Già tư văn lớn tiếng nói ra ba từ tôi thích bạn và hai người đã hôn nhau, các bạn cùng phòng chân thành chúc phúc cho họ. Khi Lăng Siêu và Tiêu Thố về nhà, họ thấy mẹ Lin đang dọn dẹp đồ đạc, Tiêu Thố cũng tiến lên giúp một tay. Cô nhìn thấy bức ảnh gia đình quý giá của Lăng Siêu và ngay lập tức gợi ý mẹ Lăng treo bức ảnh lên tường. Lăng Siêu lập tức từ chối, mọi người nghĩ rằng anh vẫn còn mãi mê với quá khứ, nhưng không ngờ Lăng Siêu nói rằng muốn treo một bức ảnh mới, cả gia đình đã chụp một bức ảnh gia đình mới đại diện cho cuộc sống hạnh phúc mới sắp đến sau bữa tối lang siêu dẫn tiêu thố đi lại những con đường quen thuộc của họ từng cảnh vật khó quên khi còn nhỏ như được phát lại trước mắt họ như trong một bộ phim những kỷ niệm đẹp đẽ chiếm lĩnh tuổi thơ của họ cũng như một cách không biết tự bao giờ đã làm sâu đậm thêm tình cảm giữa họ lang siêu đưa tiêu thố đến dưới chân đu quay ôm cô vào lòng và thì thầm những lời yêu thương cảm động vào tay cô chính thức cầu hôn tiêu thố tiêu thố không chút do dự đã đồng ý nhưng quay đầu lại cô nhận ra thiếu thứ gì đó Lăng Siêu không rút ra chiếc nhẫn cầu hôn, Lăng Siêu giả vờ như mình quá vội và không kịp chuẩn bị, kết quả là trong giây lát sau khi hôn nhẹ lên tay Tiêu Thố, một chiếc nhẫn kim cương như phép màu xuất hiện. Tiêu Thố cười hạnh phúc, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình đã sở hữu cả thế giới. Không lâu sau đó, họ bước vào lễ đường cưới và sự xuất hiện của đứa bé nhỏ đã mang lại thêm nhiều niềm vui cho gia đình hạnh phúc này. Lăng Siêu và Tiêu Thố tiếp tục sống hạnh phúc như vậy, mơ về một tương lai đầu bạc răng long không thay đổi. Phim đến đây là kết thúc đăng ký kênh để đón xem những bộ phim hay cảm ơn